chương 2101, di chuyển tộc nhân, mạnh bân phi thăng. Thái nhất tiên môn, nhất tọa yên lặng viện lạc, Vương Thanh Sơn cùng Hàn Thiên Tuyền ngồi tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm, Hàn Thiên Tuyền đã tiến vào hóa thần kỳ. Tiêu diêu kiếm tôn dùng qua thọ nguyên quả, thọ nguyên so Vương Thanh Thiến dài một chút, bất quá nửa năm trước cũng tỏa hóa. Hàn Thiên Tuyền một năm trước đã tiến vào hóa thần kỳ, Vương Thanh Thiến tỏa hóa một năm. Vương Sư Đệ, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta có thể muốn cùng Diệp Sư Bá, tỏa hóa. Hàn Thiên Tuyền thở dài nói, cơ duyên hai chữ huyền chi lại huyền, tu tiên giới xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng bị giới hạn sinh trưởng hoàn cảnh, thành tựu có hạn. Nếu là có phụ trợ linh vật, Hàn Thiên Tuyền đã sớm tiến vào hóa thần kỳ, thái nhất tiên môn có không ít trưởng lão tư chất không so Hàn Thiên Tuyền kém, bất quá linh vật có hạn, bọn hắn không có thể chờ đợi đến này một ngày. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, không có thái nhất tiên môn, ta cũng không có hiện tại, cái này ta nên làm hắn tựa hồ phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, vương anh kiệt thanh âm mừng rỡ lập tức vang lên, thanh sơn lão tổ, liên hệ với tiềm ẩn lên tộc nhân, thanh linh lão tổ đã tỏa hóa, gia chủ chuẩn bị đem thanh liên đảo chuyển hồi mặt biển, xin ngài trở về chủ trì. Biết, ta lập tức trở về, vương thanh sơn thu hồi chuyện tấn bàn, sắc mặt nghiêm túc, cùng bối phận tu sĩ lần lượt tỏa hóa hắn muốn nâng lên thủ hộ gia tộc gánh nặng có gì cần cứ việc phân phó, chúng ta thái nhất tiên môn tại Nam Hải có không ít nhân thủ. Hàn Thiên Tuyền nghiêm mặt nói, Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Nam Hải, một phiến hải vực, mặt biển gió êm sóng lặng, gió biển trận trận, một đội bạch sắc hải âu nhanh chóng từ trên cao bay qua. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, không có qua bao lâu, hai vệt độn quang ngừng lại, hiện ra Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt thân ảnh. Anh Kiệt, người đi liên hệ mạnh phần, nhưng hắn khởi động đại trận, đem thanh liên đảo chuyển hồi mặt biển. Vương Thanh Sơn phân phó nói, ánh mắt kiên định, Vương Anh Kiệt lên tiếng, thả người bay vào đáy biển. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đảo đảo kình thiên cự lãng, nhất tỏa to lớn hòn đảo bỗng nhiên trồi lên mặt biển, bọt nước văng khắp nơi, một cỗ cường đại khí lãng quét sạch mà ra, sóng cả dập dờn. Vương Mạnh phần chờ một đám trưởng lão từ ở trên đảo bay ra, xếp thành một hàng, chăm miệng một lời nói ra cung nghinh Thanh Sơn lão tổ. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, hướng về Thanh Liên đảo bay đi, rơi vào trên tuyết sơn không. Vương Thanh Linh sau khi tỏa hóa, Tán tại tại đây, băng phong giao một mực tại này thủ hộ. Tuyết sơn bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, một khối bạch sắc bia đá chui ra mặt đất, thượng diện không có văn tự, nhăn nhăn nhó nhó khắc lấy một cái hình người đồ án, đồ án bên cạnh còn có một cái tiểu xà đồ án. Thập nguội, thất ca đã về trễ rồi. Vương Thanh Sơn nhẹ nói, bay thấp tại bia đá phía trước, hắn lấy ra một chùm đàn hương đốt lên, cắm vào bia đá phía trước, khom người bái một cái. Băng phong dao từ lòng đất chui ra, đôi mắt lộ ra mặt ủ mày trao. Thập muội khi còn sống thích nhất ngươi, thường xuyên đem tu tiên tài nguyên lấy ra nuôi ngươi, ta không biết đạo thập muội nói với ngươi cái gì, hy vọng ngươi đừng để nàng thất vọng, cái này một chút ngàn năm băng thuộc tính linh dược, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Vương Thanh Sơn nhẹ nói, tay áo lắc một cái, 10 cái hộp ngọc cùng hộp ngọc bay ra, rơi vào trên mặt đất giống băng phong giao phát ra giống to một tiếng tựa hồ là đáp lại vương thanh sơn vương thanh sơn gật gật đầu hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà tẩu hắn tới đến nghị sự sảnh vương mạnh phần đám người đã chờ đã lâu vương mạnh phần dẫn đầu báo cáo một cái gia tộc tình huống vương trường sinh uông như yên diệp hải đường vương mạnh bân bản mệnh hồn đăng đều không có dập tắt nghĩ đến bọn hắn không có việc gì chọn lựa một vạn tộc nhân từng cái cảnh giới đều có những tử sư, luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư cùng trận pháp sư đều muốn có, băng hải giới không có nhiều tu sĩ cấp cao, ta tính toán di chuyển một nửa tộc nhân đi băng hải giới. Vương Thanh Sơn phân phó nói, vương gia hiện tại lại hơn 8 vạn tu tiên giả, đã đến thiên hoa bản, lại nhiều tựu khó mà cung dưỡng, vương Thanh Sơn tính toán đem hơn 4 vạn tộc nhân di chuyển đến băng hải giới, tam cái giao diện đều có vương gia tộc nhân, tránh cho bị nhân tận diệt, cũng là đề cao xuất hiện hóa thần tu sĩ tỷ lệ. Là, Thanh Sơn lão tổ, vương mạnh phần miệng đầy đáp ứng. Vương Thanh Sơn hạ đạt một loạt mệnh lệnh, chủ yếu là chỉnh đốn tộc vụ, xử lý một chút phạm sai lầm tộc nhân, nhưng tộc nhân khác lấy đó mà làm gương, đồng thời ban thưởng một ít tộc nhân, thưởng phạt phân minh. Một canh giờ sau, Vương Thanh Sơn tuyên bố tan họp, tới đến nhất tọa dốc đứng cao phong, đỉnh núi có nhất tọa lục giác màu xanh thạch đình, Tử Nguyệt Tiên tử ngồi tại thạch đình bên trong, không biết đạo đang suy nghĩ gì. Điền Tiên tử, đã lâu không gặp, Vương Thanh Sơn mở miệng chào hỏi đã lâu không gặp, chúc mừng a à. Vương tiền bối, tử Nguyệt tiên tử cười nói chúc, Vương Thanh Sơn đã nghe Vương Mạnh phần báo cáo, tử Nguyệt tiên tử xung kích hóa thần kỳ thất bại, cũng không có nhiều thảo nguyên. Người cửu thúc cửu thẩm nên tại linh giới, thực hâm mộ bọn hắn. Tử Nguyệt tiên tử nhẹ nói, điền tiên tử, người có tính toán gì? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, ta ngày giờ không nhiều, ta chuẩn bị trở về Trấn Hải Tông, an bài hậu sự, nếu như điều kiện cho phép, mong rằng Vương tiền bối nhiều hơn trông nom Trấn Hải Tông. Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ nói, mặt lộ hồi ức chi sắc. Điền Tiên Tử yên tâm, ta hiểu rồi. Vương Thanh Sơn đáp ứng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước khi rời đi, căn dặn bọn hắn nhiều hơn trợ giúp Trấn Hải Tông. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, gặp lại, Vương Tiền Bối. Tử Nguyệt Tiên Tử hóa thành một đạo tử sắc độn quang, hướng về hạ xuống trời chiều bay đi, tiêu thất ở chân trời. Vương Thanh Sơn thở dài một hơi, trở về chỗ ở tu luyện. Thanh Hoàn Giới, Vạn Cầm Sơn Mạch, nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong, như cùng một thanh lợi kiếm bình thường, cắm trên mặt đất. Vương Mạnh Bân cùng một tên sau lưng mọc lên hai cánh quần vàng thiếu nữ đứng tại đỉnh núi, Trình Trấn vô cùng Trịnh Nam đứng ở một bên. Trình Đạo Hiếu, Trịnh Đạo Hiếu, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Vương Mạnh Bân dặn dò, biểu lộ ngưng trọng. 300 năm trước, Vương Mạnh Bân tới đến Vạn Cầm Sơn Mạch, cùng ngũ giai kim xí điều đại chiến 7 ngày 7 đêm, bất phân thắng bại, sau cùng hai người bắt tay giảng hòa, tính toán cùng một chỗ phi thăng linh giới. Quần vàng thiếu nữ chính là cái kia ngũ dài kim xí điêu, nàng cho mình lấy một cái tên gọi kim vũ. Khổ tu 300 năm, Vương Mạnh Bân đã tiến vào hóa thần trung kỳ, tại trong lúc này, hắn cùng kim vũ chạy một chuyến thanh vân cung, bước bách Trần Hồng giao ra một bút tu tiên tài nguyên, nếu không phải như thế, Vương Mạnh Bân muốn tiến vào hóa thần trung kỳ còn phải đợi mấy trăm năm. Tính toán ra, Vương Mạnh Bân từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ dùng hơn 500 năm, nếu như tiếp tục lưu lại hạ giới, hắn muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, tốn thời gian càng dài. Vương tiền bối, kim tiền bối, các người bảo trọng, chúc các người tất cả thuận lợi. Trình Trấn Vũ nghiêm mặt nói, Vương Mạnh Bân cùng Kim Vũ liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, hướng về không trung bay đi, không trung sáng lên một đạo trói mắt kim quang cùng một đạo trói mắt ngân quang, hư không chấn động vặn vẹo. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, hư không vỡ ra đến, một mảnh trói mắt hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại Vương Mạnh Bân cùng Kim Vũ. Tại trình trấn vũ cùng trịnh nam nhìn chăm chú, Vương Mạnh Bân cùng Kim Vũ bị hào quang cuốn vào khe hở biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. chương 2102, Hải đường Phương Mộc Hóa Thần, Mạnh Bân phi thăng thanh ly hải vực. Không biết Phương Tiền Bối có thể hay không thuận lợi phi thăng tới linh giới, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi đi. Trình trấn vũ thở dài nói, thanh hoàn giới tu tiên tài nguyên phong phú, Vương Mạnh Bân lợi dụng thực lực cường đại, vơ vét đến ba viên thọ nguyên quả, cho trình trấn vô cùng trịnh nam các một khỏa thọ nguyên quả, bằng không bọn hắn đã sớm tỏa hóa. Chúng ta đã cùng hắn đã hẹn, bế quan xung kích hóa thần kỳ, đến lúc đó lợi dụng trận pháp liên hệ, rèn sắt còn cần tự thân ngạnh, chúng ta muốn tiến về linh giới, tối thiểu phải có hóa thần kỳ tu vi. Trịnh nam nghiêm mặt nói, vương mạnh bân cùng bọn hắn đã hẹn, đến linh giới giàn xếp lại phía sau, nghĩ biện pháp thiết trí trận pháp liên hệ bọn hắn, tận khả năng giúp bọn hắn phi thăng linh giới. Bất quá bọn hắn cần tiến vào hóa thần kỳ, nếu không vương mạnh bân lực bất tòng tâm. Bọn hắn phục dụng thọ nguyên quả, còn có thể sống hơn 300 năm, trên tay có nhiều phần linh vật, đến nỗi có thể hay không tiến vào hóa thần kỳ, tự xem chính bọn hắn. Trình chấn Vũ gật gật đầu, nói tại đây dù sao cũng là yêu tộc địa bàn, chúng ta tìm một chỗ xung kích hóa thần kỳ đi. Hai người hóa thành hai vệt độn quang, rời đi nơi đây. Hắc La Giới, Tam Thánh Tông là Hắc La Giới đứng hàng đầu thế lực, truyền thừa 10 vạn năm, từ Tam Vị Nguyên Anh Kỳ Ma Tộc sáng tạo, thời kỳ cường thịnh có tam vị hóa thần, bất quá truyền thừa đến nay, tam thánh tông đã xuống dốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tam thánh tông xác thực xuống dốc, bất quá còn có 7 vị nguyên anh kỳ trưởng lão, Lưu Vinh là tam thánh tông thái thượng trưởng lão, nguyên anh trung kỳ. Một ngày này, Lưu Vinh chính đang ở chỗ ở tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị một đoàn hắc sắc hào quang bao vây lấy, mơ hồ truyền đến một trận thê lương quỷ khóc tiếng. Một lát sau, hắn bên ngoài thân hắc sắc hào quang tán đi, mở hai mắt ra, lấy ra một phương ô quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận hoảng hốt lo sợ nữ tử thanh âm vang lên, Lưu Sư Huynh, việc lớn không tốt, có hai vị tiền bối thượng môn bái phỏng, điểm danh muốn tìm ngươi. Hai vị tiền bối, Lưu Vinh sắc mặt đại biến, Tam Thánh Tông xuống dốc nhiều năm, tổng đàn di chuyển đến vắng vẻ Tây Nam Chi Địa, bình thường rất ít cùng thế lực lớn phát sinh xung đột, tại sao có thể có hai vị hóa thần tìm tới cửa? Bản Tông gần nhất có hay không chiêu chọc cái gì thế lực, hoặc là một vị đệ tử tu vi tăng vọt, hoặc là một vị sư đệ sư muội bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lưu Vinh khẩn trương hỏi, hắn lo lắng cho mình bị đồng môn cùng môn hạ đệ tử liên lụy. Chúng ta gần nhất cùng Thiên Ngô Sơn Ngô gia tại tranh đoạt nhất tọa trung hình ma thạch khoáng mạch, không có đệ tử tu vi tăng vọt, cũng không có sư đệ sư muội bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thiên Ngô Sơn Ngô gia, không nên, gia tộc này tiểu Ngũ vị nguyên anh, chẳng nhẽ là bọn hắn tìm đến núi dựa. Thôi, đi gặp một lần đi cùng lắm thì bồi thường một bút tu tiên tài nguyên lưu vinh thở dài nói khởi thân đi ra ngoài nghị sự sảnh diệp hải đường cùng phương mộc tọa trên ghế thân sắc đạm mạc bọn hắn lần lượt tiến vào hóa thần kỳ bất quá bọn hắn vừa mới xuất quan liền biết được nhất cái tin tức xấu phi điệp cốc bị diệt hắc giao đàm treo thưởng ngàn vạn ma thạch truy nã bọn hắn ma thạch là ma tộc giao dịch tiền tệ ẩn chứa tinh thuần ma khí bọn hắn cũng không phải sợ chịu ra chỉ là bọn hắn tiến vào hóa thần kỳ không bao lâu tạm thời không muốn chiêu chọc triệu gia, tính toán thu phục nhất cái thế lực, vì bọn họ thu thập tu tiên tài nguyên, tăng thêm tốc độ tu luyện. Cũng không lâu lắm, một tên dáng người thước tha kim váy thiếu phụ cùng một tên dáng người mập mạp hắc bào lão giả đi đến, cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói ra. Vãn bối Dương Vân, Lưu Vinh, bái kiến hai vị tiền bối. Chúng ta nghe nói các người tam thánh tông tại thánh giới có chỗ dựa, thật sự có chuyện như thế a à? Diệp Hải Đường mở miệng hỏi, nàng nói thánh giới là ma giới, ma tộc xưng hô ma giới vì thánh giới, tự xưng thánh tộc. Chính là, không biết có chỗ nào phiền toái hay vì tiền bối. Lưu Vinh thận trọng hỏi, các ngươi không có mạo phạm chúng ta, nói rõ đi. Chúng ta dự định làm các ngươi tam thánh tông cung phụng, các ngươi vì chúng ta thu thập tu tiên tài nguyên, chúng ta cho ngươi chỗ dựa, có ý kiến gì hay không? Diệp Hải Đường khai môn kiến sơn nói, Lưu Vinh cùng Dương Ngọc ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới có loại chuyện tốt này. Như thế nào, các ngươi không đáp ứng, cảm thấy chúng ta không xứng. Phương Mộc sắc mặt lạnh lẽo, Lưu Vinh cùng Dương Ngọc giật mình kêu lên, vội vàng không dám sưng, miệng đầy đáp ứng. "Tốt, hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là các ngươi Tam Thánh tông cung phụng, bất quá các ngươi đối ngoại tuyên bố có một vị hóa thần kỳ cung phụng là được, nói là các ngươi Tam Thánh tông trưởng lão cũng được, tóm lại, chúng ta vì ngươi chỗ dựa, bãi bình những cái kia mắt không mở thế lực, có hóa thần chỗ dựa thế lực cũng không cần chiêu chọc, có vấn đề hay không?" Diệp Hải Đường chậm rãi nói đến, ngữ khí trầm trọng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lưu Vinh miệng đầy đáp ứng, hắn nào dám cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, nói không chừng chính là Tam Thánh Tông là ngày diệt môn. Huyền Dương Giới, Thanh Ly Hải Vực, Hàn Trường Thắng xuất thân hồ lô đảo Hàn Gia, Hàn Gia là Thanh Ly Hải Vực đứng hàng đầu thế lực lớn, hợp thể tu sĩ tự có 15 người nhiều, dùng luyện đan thuật nghe tiếng Thanh Ly Hải Vực. Huyền Yến Đảo ở vào Thanh Ly Hải Vực góc Tây Bắc, là Hàn gia khống chế hơn 10 vạn tòa đảo một trong. Hàn Trường thắng tu đạo ngàn năm, trước mắt là hóa thần trung kỳ, phụ trách trông coi huyền yến đảo. Hàn gia hết thảy có 36 tòa phi linh đài, phân bố tại 36 tòa đảo, huyền yến đảo chỉ là một trong số đó. Hàn Trường thắng xếp bằng ở phi linh đài phụ cận, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, quanh thân trải rộng màu lam nhạt điểm sáng. Phi linh đài đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên trói mắt linh quang. Hàn Trường thắng tựa hồ phát giác được cái gì, quanh thân lam sắc quang điểm tán đi, hắn mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy, hướng về phi linh đài bay đi, kinh ngạc phát hiện, thượng diện có một tên dáng người thẳng tắp ngân sam thanh niên cùng một tên ngũ quan thanh tú kim váy thiếu nữ, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ dáng vẻ, hai người chính là Vương Mạnh Bân cùng Kim Vũ. Vương Mạnh Bân tra duyệt không ít điển tịch, cố ý tại vạn cầm sơn mạch phi thăng linh giới, dạng này rơi vào huyền linh đại lục tỷ lệ nhỏ một chút, không cần lo lắng đụng phải thanh vân môn tu sĩ hai người đồng thời phi thăng, như thế thiếu thấy, Hàn Trường Thắng kinh ngạc nói, hắn lấy ra hai cái linh quang lè lè vỏ sò, ném cho bọn hắn, ra hiệu bọn hắn dán tại mi tâm. Kim Vũ đem linh bối dán tại mi tâm, lông mày nhíu chặt, một lát sau, nàng sông Vương Mạnh Bân nhẹ gật đầu. Vương Mạnh Bân thần thức tiến vào linh bối, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Thanh ly hải vực, hồ lô đảo hàn ra, Vương Mạnh Bân khẽ thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải tại huyền linh đại lục là được tại hạ Hàn Trường Thắng, gặp qua hai vị đạo hiếu. Hàn Trường Thắng cung tay làm lễ nói, ý cười đầy mặt. Hàn ra một mực tại hấp thu mới mẻ huyết dịch, đặc biệt là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ xuất hiện tại hắn trông coi huyền yến đảo, đây là một cái công lớn. Tại hạ Vương Bân, xin hỏi Hàn đạo hiếu, tại đây cự ly li huyền linh đại lục có bao xa? Vương Mạnh Bân khách khí vấn đạo, hắn không biết đạo thanh ly hải vực cự ly li huyền linh đại lục có bao xa, hai cái địa phương tu sĩ lui tới nhiều hay không, không dám báo lên tên thật. Tiểu muội Kim Vũ, gặp qua Hàn Đạo Hiếu, Kim Vũ ngược lại là không quan trọng, báo lên tên thật. chương 2103, Mạnh Bân tạm nhập Hàn gia, vương trường sinh xuất quan. Nguyên lai là vương Đạo Hiếu cùng Kim Tiên Tử, tại đây cách huyền linh đại lục có hơn 10 vạn ức giảm đi. Hóa thần tu sĩ muốn tiến về huyền linh đại lục, cần phải mượn đại hình truyền tống trận, bất quá vô pháp thẳng tới huyền linh đại lục hóa thần tu sĩ lao tới này à a sa còn là rất nguy hiểm mạo muội hỏi một câu hai vị đạo hữu theo giới kia mặt phi thăng ta không có ác ý chỉ là làm theo thông lệ hai vị đạo hữu không trả lời cũng không quan hệ hàn trường thắng khách khí vấn đạo nếu như hạ giới có một loại nào đó chân quý tu tiên tài nguyên hàn gia không ngại phái người hạ giới vơ vét bảo vật điều kiện tiên quyết là đáng giá chúng ta theo thanh hoàn giới phi thăng hàn đạo hữu không biết ngươi nhưng có phụ cận hải đồ kim vũ khai môn kiến sơn vấn đạo Nàng không tin được nhân tộc, vạn nhất đối phương đem nàng làm thịt, cầm nàng thi thể luyện khí, vậy liền không xong. Kim tiên tử không cần khẩn trương, mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần từ hạ giới phi thăng, đều là chúng ta Hàn gia thượng khách, chúng ta Hàn gia có hơn 10 vị hợp thể tu sĩ, hóa thần phía trên là luyện hư, hợp thể, đại thừa ba đại cảnh giới, chúng ta Hàn gia tại Thanh Ly Hải vực còn có thể nói chuyện, hai vị đạo hữu không ngại đến chúng ta Hàn gia ở lại, giải Thanh Ly Hải vực tình huống lại tính toán sau cũng không muộn. Hàn Trường Thắng thành khẩn nói: "Không cần, ta độc lai like độc vãng đã quen, Kim Vũ Huyền chuyển cự tuyệt, nàng có thể tu luyện tới ngũ giai, không biết đạo cùng bao nhiêu nhân tộc tu sĩ chém giết qua, trời sinh không tín nhiệm nhân tộc." Kim Vũ bên ngoài thân kim quang sáng rõ, một đôi vàng mịt mờ lông cánh xuất hiện tại phía sau lưng, kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét. Thấy cảnh này, Hàn Trường Thắng không có miễn cưỡng, lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Kim Vũ nói ra đây là phụ cận một tỷ dặm hải đồ còn có trăm vạn linh thạch cùng một bình tẩy trần đan tẩy trần đan có thể tẩy hạ giới khí thức không phải vậy cách mỗi trăm năm liền sẽ dẫn tới tiểu thiên kiếp tiểu thiên kiếp uy lực nhất lần so nhất lần lớn kim Vũ cùng vương mạnh bân đều có chút kinh ngạc hàn gia này à a sa hoa chúng ta hàn gia gia đại nghiệp đại những vật này không tính là gì chúng ta tiên tổ năm đó phi thăng huyền dương giới phía sau may mắn đạo hữu khác xuất thủ tương trợ nếu không chúng ta tiên tổ đã sớm chết chúng ta tiên tổ sáng tạo hàn gia phía sau, đem này nhất việc thiện noi theo xuống tới. Hàn Trường Thắng giải thích nói, những vật này đối với hàn gia tới nói không tính là gì, bất qua đối vừa mới phi thăng huyền dương giới tu sĩ tới nói, đây là một món lễ lớn. Đa tạ, về sau có cơ hội, ta hội báo đáp các ngươi hàn gia đại ân. Kim vỗ thù hồi chữ vật giới, phần lưng kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đạo kim quang hướng về không trung bay đi. Hàn Trường Thắng la lớn, kim tiên tử, nếu là người đổi chủ ý tùy thời có thể dùng đi chúng ta hàn ra chúng ta tùy thời hoan nghênh hắn lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết triệt bỏ hộ đảo đại trận thả kim vũ rời đi dưa hái xanh không ngọt đã kim vũ không nguyện ý lưu thêm hắn không cần thiết cưỡng ép lưu nàng lại biết vương đạo hiếu hữu duyên gặp lại kim vũ thanh âm từ phía chân trời truyền đến cũng không lâu lắm kim vũ tiêu thất ở chân trời hàn đạo hiếu có thể hay không cùng ta nói một chút thanh ly hải vực tình huống. Vương Mạnh Bân khách khí vấn đạo, hắn đối với huyền dương giới hiểu rõ không nhiều, không hiểu ra sao. Hàn Trường Thắng gật gật đầu, nói huyền dương giới chủ yếu phân vi bảy khối, thanh ly hải vực là một cái trong số đó, đến nỗi người mới vừa nói huyền linh đại lục cũng là một trong số đó, bình thường tới nói. Luyện hư dùng thượng tu sĩ mới có thể chạy xa như thế, người nếu như nhất định phải đi huyền linh đại lục, khả năng không tới huyền linh đại lục tự gặp nạn, thanh ly hải vực có tam vị nhân tộc đại thừa, chúng ta hàn gia nắm trong tay hơn 10 vạn tòa đảo, cao thủ nhiều như mây, hợp thể tu sĩ có hơn 10 người. Theo Vương Mạnh Bân đặt câu hỏi đến xem, Hàn Trường Thắng đoán được, Vương Mạnh Bân hơn phân nửa là đắc tội huyền linh đại lục thế lực lớn, dạng này càng tốt hơn, Vương Mạnh Bân gia nhập Hàn gia không thể thích hợp hơn, huyền linh đại lục thế lực lớn mạnh hơn, cũng không quản được thanh ly hải vực. Hơn một canh giờ phía sau, Hàn Trường Thắng giọng nói vừa chuyển, hỏi, Vương Đạo Hiếu, chúng ta hàn ra rất xem trọng phi thăng tu sĩ, người cân nhắc thế nào. Hàn đạo hữu về sau còn mời nhiều hơn chiếu cố. Vương Mạnh Bân cúi người hành lễ, khách khí nói, hàn ra ra đại nghiệp đại, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chờ hắn tại thanh ly hải vực đứng vững gót chân, hắn lại nghĩ biện pháp giúp trình trấn vô cùng trịnh nam phi thăng huyền dương giới, còn có đông ly giới tộc nhân. Có thể hay không đến giúp là một chuyện, có muốn hay không giúp là một chuyện khác vương mạnh bân không có quên đông ly giới tộc nhân chỉ là hắn vô pháp trở lại đông ly giới chỉ có thể phi thăng trước linh giới mới quyết định ha ha nên nên hàn trường thắng hào sảng nhất tiếu hắn từ trong ngực lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt ốc biển đánh vào một đạo pháp quyết một đạo êm tai nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên trường thắng ngươi trông coi phi linh đài có phản ứng thế nhưng là có hạ giới tu sĩ phi thăng thất cô có hai vị hóa thần tu sĩ từ hạ giới phi thăng một người trong đó là yêu tộc nàng không nguyện lưu tại nơi này, ta thả nàng đi, còn có một vị vương đạo hiếu, hắn nguyện ý gia nhập chúng ta hàn ra. Hàn Trường Thắng chi tiết nói, mở ra trận pháp, ta dẫn hắn trở về. Hàn Trường Thắng lên tiếng, đi trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một đầu xòe hai cánh có hơn trăm trượng đại màu xanh khổng tước, một tên ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết váy xanh nữ tử đứng tại màu xanh khổng tước trên lưng, xem nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tại hạ vương bân, gặp qua hàn tiên tử, vương mạnh bân hai tay cung tay làm lễ, khách khí nói. Vương đạo hữu khách khí, tiểu muội hàn ngọc yên, vương đạo hữu cùng ta hồi hàn ra đi. Chúng ta hàn ra rất xem trọng hạ giới phi thăng tu sĩ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi vương đạo hữu. Váy xanh nữ tử cười mỉm nói, vương mạnh bân lên tiếng, bên ngoài thân lôi quang đại phóng, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, Hàn Ngọc Yên phía sau xuất hiện một đạo ngân quang, hiện ra vương mạnh bân thân ảnh. Lôi độn thuật, lôi tu, Hàn Trường Thắng kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vui mừng, phi thăng tu sĩ càng mạnh, công lao của hắn càng lớn. Hàn Ngọc Yên đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vui mừng, dưới thân màu xanh khổng tước phát ra vui sướng tê minh thanh, hai cánh nhất triển, hướng về đường tới bay đi, rất nhanh tiêu thất ở chân trời. Huyền Linh đại lục, Huyền Nguyệt Sơn, một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bảo bọc một tầng trói mắt lam quang, thân thể không ngừng truyền đến một trận lốp bốp trầm đục, thân trước trưng bày nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam. Một lát sau, vương trường sinh bên ngoài thân linh quang tán đi, mở hai mắt ra, đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang. Hắn thở dài một ngụm chọc khí, trong mắt hiện ra nồng đậm vui mừng. Bế quan tu luyện hơn 300 năm, hắn thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ, may mắn mà có ngũ giai linh thủy phụ trợ, bằng không hắn muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ còn phải mấy trăm năm. Bích Nguyệt bàn đào quá chân quý, hắn không bỏ được phục dụng, giữ lại sung kích hóa thần đại viên mãn. Trường 2104, Đảng Ma Tiến, Vương Trường Sinh chọn lựa con dâu. Vương Trường Sinh theo hóa thần sơ kỳ đi đến hóa thần hậu kỳ, tốn thời gian hơn 800 năm, cái này tốc độ tu luyện cũng không nhanh, bất quá hắn đã rất thỏa mãn. Nói như vậy, hóa thần tu sĩ thọ nguyên tại 2.500 năm tả hiếu, yêu tộc hoặc là chủng tộc khác thọ nguyên càng dài, huyền dương giới tu tiên tài nguyên phong phú, kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược không ít, vương trường sinh không cần phải lo lắng thọ nguyên vấn đề. Hắn đi ra luyện công thất, đến đến một gian mật thất. Trong mật thất có nhất tỏa hơn trăm trượng đại pháp trận, trong thạch thất có nhất tỏa hơn trăm trượng đại pháp trận, pháp trận bên trên có mấy trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, lỗ khảm bên trong linh thạch không có thừa bao nhiêu linh khí. Thanh liên tạo hóa đỉnh phiêu phù ở pháp trận trên không, chậm rãi chuyển động, thân đỉnh lên màu xanh liên hoa lấp lóe không ngừng, vô cùng dễ thấy. Thạch thất góc dưới bên trái có nhất tỏa hơn 30 trượng đại pháp trận, thất tinh dưỡng hồn đang phiêu phù ở pháp trận trên không, bức đèn có một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm. Vương Trường Sinh đi đến thanh liên tạo hóa đỉnh bên người, bàn tay nhẹ nhàng vỗ thân đỉnh, nắp đỉnh tự động bay lên, một trận chói mắt cửu sắc linh quang bao phủ mà xuất, chiếu sáng cả thạch thất. Một lát sau, cửu sắc linh quang ảm đạm xuống, Vương Trường Sinh hướng về trong đỉnh nhìn lại, một chi linh khí kinh người mũi tên phiêu phù ở trong đỉnh, mũi tên bên ngoài tràn ngập chín loại màu sắc khác nhau hồ quang điện, tại mũi tên bên cạnh còn có một đoàn tanh hồi trí cực huyết khí. Quả nhiên tách ra, Vương Trường Sinh nhẹ nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chi này đáng ma tiến là dùng cửu lôi trúc luyện chế mà thành, là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, bị huyết uế chi khí ô uế nhiều năm, rơi xuống thành hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh lợi dụng thanh liên tạo hóa đỉnh, đem huyết uế chi khí theo đãng ma tiến bên trong tách ra, Đãng ma tiến cũng khôi phục thành trung phẩm thông thiên linh bảo, chính là tốn thời gian tương đối dài, còn dùng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Vương trường sinh tay phải hướng về đãng ma tiến chộp tới, đãng ma tiến hiện ra vô số hồ quang điện, bổ về phía vương trường sinh. Bàn tay của hắn sáng lên một trận trói mắt lam quang, chặn tất cả hồ quang điện, bàn tay bắt lấy đãng ma tiến. Đãng ma tiến hơi rung nhẹ, tựa hồ muốn tránh thoát vương trường sinh ràng buộc. Vương trường sinh khẽ hừ một tiếng, bàn tay lam quang đại phóng, đãng ma tiến không dễ dụa nữa. 300 năm tăng lên không ít linh tính, nếu như 3.000 năm, có thể hay không thông linh. Vương trường sinh tự nhủ, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nói như vậy, pháp bảo có thể luyện vào yêu thú tinh hồn làm khí linh, một chút pháp bảo có thể sẽ tự mình sinh ra khí linh, quá trình này xưng là thông linh, còn gọi là tiên thiên khí linh, bất quá loại tình huống này mười phần hiếm thấy, mà lại thời gian dùng mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm mà tính toán. Vương Trường Sinh nhìn về phía huyết uế chi khí, đây chính là luyện chế huyết đạo bảo vật tuyệt hảo vật liệu, dùng đến ô uế địch nhân thông thiên linh bảo không thể thích hợp hơn. Huyết thiềm hồ luyện vào những này huyết uế chi khí, uy lực càng mạnh. Vương Trường Sinh lấy ra huyết thiềm hồ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, huyết thiềm hồ phun ra một cỗ huyết quang, bao lại huyết uế chi khí, đem nó thu nhập huyết thiềm hồ. Vương Trường Sinh đến đến nơi hẻo lánh, nhìn về phía thất tinh dưỡng hồn đăng. Thất tinh dưỡng hồn đăng có thể ký phóng phân hồn, chậm rãi lớn mạnh phân hồn, mà dưỡng hồn châu chỉ là cường tráng đại thần thức, phân hồn cùng thần thức hoàn toàn khác biệt. Dùng thất tinh dưỡng hồn đang bồi dưỡng ra tới phân hồn, luyện chế thân ngoại hóa thân hoặc là phân thân xác suất thành công cao hơn, vô luận hóa thân hoặc là phân thân cường đại cỡ nào, có nguyên hồn đăng tại tay, cũng không cần lo lắng phản phệ. Vương Trường Sinh một sợi phân hồn ký phóng tại thất tinh dưỡng hồn đăng, đã bồi dưỡng nhiều năm, nếu là có tương thích ứng vật liệu, có thể lại luyện chế một bộ hóa thân thất tinh dưỡng hồn đang lớn mạnh phân hồn cần trận pháp cung cấp năng lượng, duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch đã báo hỏng, vương trường sinh đổi mới tinh thượng phẩm linh thạch. Hắn tính toán bồi dưỡng một sợi cường đại phân hồn, tương lai hồn niệm tá thể hạ giới. Hắn vẫn chưa quên hạ giới tộc nhân, bất quá hóa thần tu sĩ hạ giới quá khó khăn, tu vi càng cao, nhận giao diện chi lực càng mạnh, dáng lâm hạ vị giao diện độ khó càng cao. Nói như vậy, hóa thần tu sĩ muốn hạ giới, phải có phá giới bản cái này dị bảo, Chấn Hải Cung không có phá giới bản, trừ cái đó ra, một chút đặc thù đại trận cũng có thể hạ giới. Nhưng phong hiểm đặc biệt cao, lợi dụng phá giới bản hạ giới là tương đối an toàn nhất loại phương thức. Luyện hư lấy trên tu sĩ có thể thi triển hồn niệm tá thể bí thuật, một sợi phân hồn hạ giới, phân hồn càng cường đại, xác suất thành công càng cao. Nếu như thi pháp thất bại, này một sợi phân hồn tự nhiên báo hỏng. Vương Trường Sinh bất quá hóa thần hậu kỳ, vô pháp thi triển hồn niệm tá thể bí thuật này. Hắn quay người đi ra ngoài đến đi ra bên ngoài, Uông Như Yên ngay tại nói với Vương Thanh Thành lấy cái gì, Uông Như Yên trong tay cầm mấy tấm hỏa tượng, vẻ mặt tươi cười. Vương Thanh Thành đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, trước mắt là Nguyên Anh Trung Kỳ, phụ mẫu là hóa thần tu sĩ, Vương Thanh Thành lại là thiên linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Hắn tiếp cận 400 tuổi, mới tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cái này tốc độ tu luyện không tính chậm, cũng chưa nói tới bao nhanh, đồng dạng điều kiện, linh thể giả tốc độ tu luyện nhanh hơn thiên linh căn nhiều. Uông Như Yên còn là hóa thần trung kỳ, khí tức sau trước đây mạnh mẽ hơn không ít, những năm này, nàng tốn không ít thời gian nghiên cứu phủ triện chi thuật, thuận tiện đốc xúc hai đứa con trai tu luyện, lại không có thứ gì phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng liền chậm một chút, nhưng nàng cao hứng là Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong lần lượt kết anh. Phu quân, người tiến vào hóa thần hậu kỳ rồi, quá tốt rồi, Uông Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh, vui vô cùng. Hài Nhi chúc mừng cha Tu Vi đại tiến, Vương Thanh Thành vội vàng nói chúc, Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không sai, Thanh Thành, Nguyên Anh Trung Kỳ, xem đến ngươi những năm này đính dụng công tu luyện, đúng, Sanh Phong đây. Hắn hiện tại thế nào? Vương Trường Sinh tán thưởng một cái Vương Thanh Thành, hỏi tới Vương Thanh Phong tình huống. Vương Thanh Thành là người khéo đưa đẩy, tu luyện chăm chỉ, hắn cũng không lo lắng Vương Thanh Thành, ngược lại là Vương Thanh Phong, Vương Trường Sinh lo lắng hắn dẫn suốt đại họa tới. Sanh Phong cũng kết anh, trước mắt là Nguyên Anh Sơ Kỳ, cùng vài vị đồng môn ra ngoài săn giết yêu thú, đã rất nhiều lần, nhất trực không có việc gì. Uông Như Yên chi tiết nói, Vương Thanh Phong kết anh sau, đi theo Trấn Hải cung đệ tử tại huyền Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu săn giết yêu thú, nhất trực xuôi gió xuôi nước. Nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, Uông Như Yên âm thầm theo dõi mấy lần, Vương Thanh Phong không có đi ra nguy hiểm gì, cũng liền theo hắn, dù sao Vương Thanh Phong trên người có nhiều chương ngũ giai phủ triệt, gặp được ngũ giai yêu thú cũng có thể thoát thân. Dùng Uông Như Yên độn tốc, rất nhanh liền có thể đuổi tới bắt đầu phát địa, nàng cũng yên lòng nhường Vương Thanh Phong cùng đồng môn đi săn giết yêu thú. Đúng rồi, phụ quân, đây là Dương Sư Tỷ Tiểu Đệ Tử, Tôn Sư Huynh Huyền Tôn Nữ, Trần Sư Tỷ Chất Tôn Nữ Hỏa Tượng, người xem một chút cái nào tốt. Thanh thành niên kỷ không nhỏ, ta định cho hắn nói một mối hôn sự. Uông như yên đem trong tay hỏa tượng đưa cho vương trường sinh, bọn hắn tu vi rất cao, muốn sinh hạ dòng dõi tỷ lệ quá thấp, Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong sinh hạ dòng dõi tỷ lệ trả cao một chút, dù sao bọn hắn có cửu diệp kim liên. Vương Trường Sinh nhìn một chút, nhìn về phía Vương Thanh Thành, hỏi Thanh Thành, người gặp qua các nàng. Người ưa thích cái nào, hoặc là người có người trong lòng rồi. Hải Nhi đều gặp các nàng, hôn nhân đại sự, toàn bằng cha mẹ làm chủ, Hải Nhi không có ý kiến. Vương Thanh Thành nói thực ra đạo, chương 2105, quyết dự ý mình Vương Thanh Phong, Thanh Thành cầu thân này ba tên nữ tu sĩ đều là lệ thuộc phi thăng hệ phái nhân phẩm bối cảnh tư chất cũng không tệ cưới bất kỳ người nào đối với tại vương thanh thành đều có trợ giúp rất lớn vương trường sinh gật gật đầu hỏi ta mấy năm nay một mực tại bế quan không rõ ràng ba người các nàng tình huống phu nhân ngươi nói xem tôn sư huynh huyền tôn nữ tôn nguyệt kiều tương đối không sai trước mắt là nguyên anh sơ kỳ niên kỷ cùng thanh thành không sai biệt lắm ôn nhu hiền tục làm người hào phóng cùng Thanh Thành đính xứng, Tôn sư huynh cũng rất ưa thích Thanh Thành. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nàng những năm này không ít cùng đóng giữ Huyền Nguyệt Sơn đồng môn đi lại, âm thầm tìm kiếm con dâu nhân tuyển. Tôn Nguyệt Kiều cao tổ phụ Tôn Dương là hóa thần tu sĩ, Tôn ra có mấy trăm danh tộc nhân, đều là trấn Hải cung đệ tử, cùng nhiều cái gia tộc thông gia, cùng nhiều vị luyện hư tu sĩ có quan hệ thân thích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu hướng về bên ngoài nhìn lại, Vương Thanh Phong đi đến. Vương Thanh Phong trên quần áo dính lấy một chút màu nâu huyết tích, lưng có một ngụm bảo đao, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí, xem tới này chút năm không ít giết chóc. Cha, mẹ, đại ca, ta trở về. Vương Thanh Phong mỉm cười, cùng bọn hắn chào hỏi. Thanh Phong, người niên kỷ không nhỏ, nên thành ra, nhìn xem mấy vị này đồng môn, người ưa thích ai. Vương Trường Sinh đem hỏa tượng đưa cho Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong nhìn thoáng qua, lắc đầu cha, ta đều không thích. Nhân phẩm của các nàng, bối cảnh cùng tư chất cũng không tệ, ngươi có thể thử cùng với các nàng tiếp xúc nhiều một cái, ta cùng ngươi nương lúc trước cũng là tiếp xúc nhiều, phát hiện đối phương tốt, tự thành thân. Vương Trường Sinh mở miệng khuyên nhủ, hắn cũng không phải thực thúc dục Vương Thanh Phong thành thân, mà là muốn nhìn một chút Vương Thanh Phong tính cách thay đổi không có. Ta cùng với các nàng tiếp xúc qua, ta đối với các nàng không có cảm giác, làm đồng môn có thể, làm đạo lữ không được. Vương Thanh Phong kiên trì ý mình, không có chút nào đổi giọng ý tứ vương trường sinh lắc đầu khẽ thở dài một hơi đã nhiều năm như vậy vương thanh phong vẫn là như vậy thẳng có sao nói vậy liền một câu uyển chuyển nói đều không nói cha để để tạm thời không cân nhắc nhi nữ tư tình liền để hắn chuyên tâm tu luyện đi nói không chừng qua một đoạn thời gian hắn liền phải đuổi tới ta vương thanh thành coi là vương trường sinh muốn trách cứ vương thanh phong vội vàng mở miệng thay vương thanh phong nói ca này cùng tu luyện không quan hệ ta xác thực đối với các nàng không có cảm giác không có cảm giác chính là không có cảm giác không thích chính là không thích vương thanh phong nói nghiêm túc hắn thấy ưa thích chính là không thích nhưng hắn đi nói trái lương tâm lời nói hắn có thể làm không đến tốt các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi vương trường sinh phất phất tay để bọn hắn lui ra vương thanh thành cùng vương thanh phong lên tiếng quay người rời đi vương trường sinh cùng uông như yên liếc nhau một cái hai người một trận cười khổ lẫn nhau lắc đầu vương thanh phong chẳng những không thay đổi tính cách càng thêm bướng bỉnh, nhận định sự tình không hội sửa đổi. Phu nhân, 300 năm, vương trường sinh nhẹ nói, mặt mũi tràn đầy yêu sầu. Tính toán thời gian, nếu như thanh thiến không tiến vào hóa thần kỳ, nên tỏa hóa. Đúng vậy a, à, 300 năm, không biết đạo thanh thiến tiến vào hóa thần kỳ không có, còn có thanh sơn, thanh linh, hải đường bọn hắn. Uông như yên thở dài nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thanh sơn nếu như thoát khốn, tiến vào hóa thần kỳ không có vấn đề, cái khác người liền không nói được rồi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, cũng không phải nói có linh vật liền có thể bồi dưỡng được hóa thần tu sĩ, nếu không đông ly giới đại môn phái đã sớm bồi dưỡng được nhiều vị hóa thần. Đồng dạng điều kiện, Vương Trường Sinh càng thêm xem trọng Vương Thanh Sơn, tộc nhân khác tự khó nói. Hy vọng bọn họ có thể tiến vào hóa thần kỳ đi. Ta cảm thấy tôn sư điệt thật không tệ, phu quân ngươi cảm thấy thế nào? Uông như yên rời đi chủ đề, Vương Trường Sinh gật đầu nói, liền theo người ý tứ xử lý đi trước hết để cho Thanh Thành thành thân, Thanh Phong tính cách rất thẳng thắn, tự không buộc hắn, hy vọng hắn sớm ngày gặp được người mình thích. Tốt, chúng ta ngày mai đi bái phỏng Tôn Sư Huynh, hướng Tôn Sư Huynh cầu hôn. Uông Như Yên đề nghị, Tôn Dương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo Vương Thanh Thành đi tới nhất tọa ở vào giữa sườn núi cửa trang viên, Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, cửa sân mở ra, một tên ngũ quan đoan chính, da thịt hơn tuyết váy trắng thiếu nữ đi ra. Váy trắng thiếu nữ dáng người cao gầy, bà búi tóc đen tùy ý tản mát tại trên vai thơm, hai con người linh động, chính là Tôn Nguyệt Kiều. Đệ tử gặp qua vương sư thúc, uông sư thúc, cao tổ phụ xin các ngươi đi vào. Váy trắng thiếu nữ doanh thân thi lễ, nhiệt tình nói. Vương trường sinh nhẹ gật đầu, đi theo Tôn Nguyệt Kiều đi vào. Xuyên qua mấy tòa độc lập tiểu viện, vương trường sinh cùng uông như yên đến đến nhất tòa chồng không ít hỏa dương trúc viện lạc, một tên sắc mặt hồng nhuận cao gầy lão giả ngồi tại nhất tọa hồng sắc trúc đình bên trong, cao gầy lão giả người mặc đạo bào màu đỏ, đôi mắt sáng người có thần chính là Tôn Dương. Vương sư đệ, Uông sư muội, mời ngồi. Tôn Dương thăm hỏi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, ngữ khí thân thiện. Tôn Dương thích nhất Tôn Nguyệt Kiều, hy vọng cho nàng tìm một cái tốt đạo lữ. Tôn Dương vừa bắt đầu không biết đạo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lai lịch, chướng mắt Vương Thanh Thành. Nhất lần tình cờ tình huống dưới, hắn biết được Phương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, nhận Trần Nguyệt Dĩnh nhiều lần triệu kiến, tôn dương thái độ đã khá nhiều, bí mật quan sát Phương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong, hắn đặc biệt ưa thích Phương Thanh Thành. Tôn Nguyệt Kiều lấy ra trà diệp cùng đồ uống trà pha trà, cũng không lâu lắm, một bình mùi thơm nước mũi linh trà tự pha tốt. Vương Sư Thúc, Uông Sư Thúc thỉnh dùng trà, đây là cao tổ phụ tự mình bồi dưỡng kim dương bào. Tôn Nguyệt Kiều cấp Phương Trường Sinh cùng Uông Như Yên châm trà, ngữ khí thân thiện. Trà nước là kim sắc, cửa vào có một cỗ đặc thù hương thơm, trà nước vào bụng, toàn thân ấm áp, giống như tắm rửa dưới ánh mặt trời. Vài chén trà nước rơi bụng, Vương Trường Sinh nói đến chính sự, Tôn Sư Huynh, Thanh Thành rất là ưa thích Tôn Sư Điệt, nghĩ cưới Tôn Sư Điệt thành đạo lữ, hai chúng ta mặt dạn mày dày dẫn hắn thượng môn cầu thân, không biết Tôn Sư Huynh ý như thế nào. Vương Thanh Thành tiến lên một bước, cúi người hành lễ, nói thỉnh Tôn Sư bá thành toàn. Tôn Nguyệt Kiều nghe xong lời này, gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng như cùng chín mùi táo đỏ tôn dương cười ha ha một tiếng khẽ vuốt một cái sợi dâu nói lão phu quan sát qua thanh thành đứa nhỏ này không sai nguyệt kiều ngươi cứ nói đi tôn nguyệt kiều cúi thấp đầu nhẹ giọng nói ra toàn bằng cao tổ phụ làm chủ tốt hôn sự này lão phu cho phép thanh thành ngươi về sau cần phải hảo hảo đối với nguyệt kiều nếu không lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi tôn dương nghiêm nghị nói tôn sư huynh yên tâm thanh thành hội hảo hảo đối với tôn sư điệt nếu là hắn dám đối với tôn sư điệt không tốt, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, đúng vậy a, à, tôn sư huynh yên tâm, ta cấp tôn sư điệt chỗ dựa. Uông như yên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bọn hắn nói chuyện đứng lên, thương định một tháng sau cử hành hôn lễ, hôn lễ ngay tại huyền Nguyệt Sơn xử lý, mời sở hữu đồng môn tham gia, đến nỗi bản thổ hệ phái đồng môn tới hay không, vậy là một chuyện khác. Trường 2106, Huyền Linh Động Thiên tin tức, Thanh Thành Đại Hôn một phiến liên miên trăm vạn dặm sơn mạch, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, thảm thực vật thưa thớt. Một đoàn to lớn vô cùng lôi vân phiêu phù ở không trung, nương theo lấy từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đạo đạo chướng mắt thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc. Một cỗ vàng minh mông sương mù bao lại sơn cốc trên không, không nhìn thấy tình huống bên trong. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Long đứng tại nhất tọa dốc đứng cự phong thượng diện, bọn hắn nhìn xa xa lôi vân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. ầm ầm, nương theo lấy từng đợt tiếng sấm to lớn vang lên, một đạo đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía sơn cốc, phạm vi ngàn dặm bị đoạt mục đích lôi quang bao phủ lại, cuồng phong tứ ngược, vô số đất đá bị cuồng phong cuốn tới không trung. Một lát sau, lôi vân tán đi, lôi điện biến mất, phương viên mấy trăm dặm di vi đất bằng. Trần Nguyệt Dĩnh lông mày nhíu một cái, từ trong ngực lấy ra một mai màu vàng nhạt ngọc bài, trên đó viết càn lỗi hai cái tiểu tử linh quang lấp lóe không ngừng giang giác một tiếng vang trầm hoàng sắc ngọc bài bỗng nhiên chia năm sẻ bảy càn sư huynh chết tại đại thiên kiếp phía dưới trần nguyệt dĩnh thở dài nói trong lòng ngũ vị tạp trần càn lỗi niên kỳ so với nàng lớn một chút tu đạo hơn hai vạn năm nhất trực dừng lại tại hợp thể sơ kỳ thủy trung vô pháp đột phá chết tại đại thiên kiếp phía dưới tu vi càng cao đại thiên kiếp tiến đến thời gian càng dài nhưng là uy lực càng lớn nguyên nhân chính là vì có đại thiên kiếp tồn tại, chúng tu sĩ nhất định phải siêng năng tu luyện, nếu như chậm chạp vô pháp đột phá, sớm muộn chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Dương Khánh Long thở dài một hơi, nói càn sư huynh thế nhưng là có một đôi thượng phẩm thông thiên linh bảo, thế mà cũng ngăn không được đại thiên kiếp, hắn cái này tiến vào hợp thể kỳ lần thứ tư đại thiên kiếp đi. Chúng ta cũng muốn làm nhiều một chút chuẩn bị, Trần Nguyệt Dĩnh nhẹ gật đầu, nói tính toán thời gian, huyền linh động thiên liền muốn khai khải, nếu là có thể lấy được kia mấy thứ đồ, Chúng ta vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ lớn hơn. Huyền Linh Thiên Tôn tiến vào đại thừa kỳ sau, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ tiểu thế giới, bên trong tu tiên tài nguyên phong phú, hắn thi triển đại thần thông cải tạo tiểu thế giới, dùng tới mài liên nhân tộc tu sĩ, chính có hóa thần tu sĩ mới có thể đi vào lịch luyện, chỗ này tiểu thế giới lấy tên Vi Huyền Linh Động Thiên. Muốn đi vào chỗ này tiểu thế giới, nhất định phải phải có đặc biệt chìa khóa, còn phải hợp thể tu sĩ thi pháp mới có thể đem hóa thần tu sĩ đưa vào đi. Trấn Hải cung thân vi huyền linh đại lục nhân tộc đứng hàng đầu thế lực, tự nhiên có chìa khóa. Lần trước huyền linh động thiên khai khải, có không ít gì tộc trà trộn vào đi, đoán chừng bọn hắn cũng đã nhận được một chút chìa khóa, lần trước thương vong quá lớn, phải nhiều phái một ít nhân thủ mới được. Dương Khánh Long chậm rãi nói, hắn nhớ tới cái gì, nói ra, nói đến, lâm sư huynh đại thiên kiếp cũng không xa đi. Không biết hắn chuẩn bị kỹ càng ứng phó đại thiên kiếp không có. Hắn đã rời đi tổng đàn, chẳng biết đi đâu, đoán chừng là muốn đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật độ kiếp, nếu như tiếp tục lưu lại huyền linh đại lục, chắc chắn sẽ giống như càn sư huynh, chết tại đại thiên kiếp dưới, chờ ta vượt qua đại thiên kiếp, ta cũng chuẩn bị ngoại suất du lịch, không tiến tắc thối. Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, thanh âm nặng nề, giọng nói của nàng nhất chuyển, nói ra, huyền linh động thiên thật vất vả khai khải một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua, từ hóa thần kỳ tu sĩ bên trong chọn lựa tinh anh, để bọn hắn đi vào huyền linh động thiên tầm bảo, dị tộc trên tay chìa khóa không nhiều, không thành tài được, không cần lo lắng. Ta nghĩ đến hai người, cũng không tệ nhân tuyển, cũng không biết Trần Sư Tỷ có nguyện ý hay không để bọn hắn đi. Dương Khánh Long cười ha hả nói, ngươi nói là Vương Sư Điệt cùng Vương Sư Điệt đi, thực lực của hai người bọn họ cũng không tệ, lần trước thương vong quá lớn, không thể lấy được thứ chúng ta muốn, lần này có thể phái bọn hắn đi vào, hy vọng bọn họ không chịu thua kém, đem kia mấy thứ đồ cầm trở về, không thể thiếu bọn hắn chỗ tốt. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói vạn nhất bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Trần Nguyệt Dĩnh cười cười, nói, bọn hắn cũng không phải bảo bối, hai vị đệ tử mà thôi, nếu như chúng ta tu vi có thể tiến thêm một bước, chết mấy tên đệ tử tính toán cái gì. Dương Khánh Long nhẹ gật đầu, nói ta liền sợ Trần Sư Tỷ không bỏ được, có Trần Sư Tỷ này thoại, vậy ta an tâm. Huyền Nguyệt Sơn, nhất tỏa chiếm diện tích cực lớn trang viên, trong trang viên răng đèn kết hoa, màu đỏ chót hỉ chữ khắp nơi có thể thấy được. Nhất tỏa cửu tầng cao màu xanh lầu các, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, bọn hắn vẻ mặt mỉm cười. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều mặc hoa lệ hỷ phục, hai người ngay tại bái thiên địa. Hơn 10 vị tu sĩ tụ tập trong phòng, bọn hắn vẻ mặt tươi cười, Dương Vũ ngừng chủ trì hôn lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành, đưa vào động phòng. Một bộ quá trình đi đến, Tôn Nguyệt Kiều từ hai tên nữ tu sĩ nâng đến phòng cưới, lặng lặng chờ đợi Vương Thanh Thành. Vương Thanh thành cái này Tân Lang Quan thì thăm hỏi tân khách, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chờ tám vị hóa thần tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, trên bàn trưng bày rượu ngon món ngon, đều là đối với tu hành hữu ích đồ vật. Hiện tại Vương sư điệt đại hôn, Vương sư đệ, Uông sư muội, ta mời các ngươi một chén. Dương Vũ ngưng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Dương sư tỷ khách khí, phiền phức Dương sư tỷ, tự mình cấp Thanh Thành chủ trì hôn lễ, tiểu tử này phúc khí không nhỏ, cưới tôn sư huynh huyền tôn nữ lại có dương sư tỷ vi bọn hắn chủ trì hôn lễ. Vương trường sinh khách khí nói, vội vàng bưng chén rượu lên đáp lễ. Đúng vậy a, à, lần này phiền phức dương sư tỷ cùng chư vị sư huynh. Uông như yên bưng chén rượu lên, hướng dương vũ ngừng trở nhân mời rượu. Vương sư đệ khách khí, vương sư điệt đại hôn, chúng ta những trưởng bối này lẽ ra trình diệt, hôm nay không say không về. Một tên hồng quang đầy mặt kim sam đại hán vừa cười vừa nói, cầm lấy một cái bầu rượu liền hướng miệng trong rót rượu chúng nhân nâng ly cạn chén vừa nói vừa cười hơn hai canh giờ sau yến hội tán đi chúng tu sĩ lần lượt trở về chỗ ở vương trường sinh cùng uông như yên tự mình tiến dương vũ ngưng chờ hóa thần tu sĩ rời đi bọn hắn trở về hội trường phát hiện vương thanh phong một người ngồi tại một chương bàn rượu bên cạnh tự mình uống rượu do vi vương thanh phong vi nhân quá bướng bỉnh nhiều khi thường xuyên để người khác xuống đài không được không có nhiều đồng môn cùng hắn lui tới cùng hắn giao hảo đồng môn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay vương trường sinh cùng uông như yên lắc đầu nhìn tới muốn để vương thanh phong sớm ngày thành thân hy vọng đạo lữ có thể sửa lại tính tình của hắn thanh phong hôm nay là đại ca ngươi đại hôn thời gian bồi cha uống nhiều mấy chén vương trường sinh ngồi xuống cùng vương thanh phong đối ẩm hai cha con vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm cha mẹ các ngươi nói chúng ta tại hạ giới còn có một người tỷ tỷ nàng có thể đến huyền dương giới sao vương thanh phong bỗng nhiên mở miệng hỏi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nụ cười trên mặt trì trệ, cái này chuyện thương tâm của bọn hắn, Vương Thanh Phong hết chuyện để nói. Không biết, hy vọng Thanh Thiến có thể đến huyền dương giới đi. Tốt, ngươi chậm rãi uống, ta và ngươi nương về nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh thở dài nói, cùng Uông Như Yên đứng dậy rời đi. Về đến phòng, Uông Như Yên vội vàng mở miệng giải thích, phu quân, ngươi đừng trách Thanh Phong, hắn không có ác ý, hắn chính là nghĩ tới chúng ta một nhà đoàn viên thế thôi. Ta biết, này hai tử ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, sau này xem trọng hắn, miễn cho hắn phạm phải sai lầm lớn. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Chương 2107, cháu trai Vương Thu Dục Vương Thu Bồ, Trần Nguyệt Dĩnh chiếu lệnh. Xuân đi thu đến, thời gian 7 năm trôi qua rất nhanh. Huyền Nguyệt Sơn, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn viện lạc, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều bốn người ngồi tại thạch đình bên trong, Tôn Nguyệt Kiều phần bụng nhô lên, hiển nhiên mang bầu tại thân, một tên mi thanh mục tú áo đỏ nam đồng cùng một tên cao cao gầy teo thanh y nam đồng đang ở trong sân truy đuổi, bọn hắn đều là tu tiên giả. Áo đỏ nam đồng tốc độ rất nhanh, chân phải điểm xuống mặt đất, thân hình rút lui, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, thanh y nam đồng tay phải lắc một cái, một đạo thanh quang bắn ra, chui xuống đất đáy không thấy. Mặt đất bỗng nhiên chui ra hơn 10 đầu màu xanh mạn đằng, cuốn lấy áo đỏ nam đồng hai chân, áo đỏ nam đồng tiện tay lắc một cái, mấy viên xích sắc hỏa cầu bay ra, rơi vào màu xanh mạn đằng thượng diện. Màu xanh mạn đằng lập tức hóa thành cho tàn, đúng lúc này, một chương từ màu xanh mạn hàng mây che chế mà thành túi lưới từ trên trời giáng xuống, bao lại áo đỏ nam đồng. Ha ha, đại ca, ta bắt được ngươi, thanh y nam đồng cười ha ha, áo đỏ nam đồng hai tay vung lên, mấy viên xích sắc hỏa cầu bay ra, đem màu xanh túi lưới đốt thành cho bụi. Lần này là ta chủ quan, lại đến, áo đỏ nam đồng có chút không phục nói, tốt, thu dục, thu phủ, các người đều đến đây đi. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, để bọn hắn tới. Huyền Phong động thiên chuyến đi, Vương Trường Sinh lấy được hai gốc cửu diệp kim liên, dùng xong một gốc, còn lại một gốc giao cho Vương Thanh Thành, nhường hắn cùng Tôn Nguyệt Kiều sinh hoạt vợ chồng trước phục dụng. Thành hôn năm thứ hai, Tôn Nguyệt Kiều tự sinh hạ một đôi song bào thai, Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ. Vương Thu Dục là một hỏa song linh căn, tu luyện thiên diếm chân kinh vương thanh thành cùng tôn nguyệt kiều tính toán đem vương thu dục bồi dưỡng thành một vị luyện đan sư vương thu bồ là một thủy hỏa tam linh căn tu luyện một thuộc tính công pháp vạn linh quyết hắn đối gieo trồng chi thuật cảm thấy rất hứng thú vương thu dục cùng vương thu bồ thi triển khinh thân thuật nhanh chóng tới đến vương trường sinh trước mặt tổ phụ ta đã học thuộc lòng vạn thảo cương mục nội dung không tin ngài kiểm tra một chút ta vương thu dục vẻ mặt đắc ý ta cũng không kém tổ phụ tổ mẫu ta đã đem năm loại nhất giai pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, có thể thuận phát pháp thuật, đại ca cũng không phải là đối thủ của ta. Vương Thu Bồ vội vàng nói, hai huynh đệ tu luyện đều rất chăm chỉ, đều hy vọng áp đối phương một đầu. Vương Trường sinh tại chỗ khảo hạch, Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ biểu hiện nhường hắn rất hài lòng. Tiên lộ từ từ, cắt không thể lười biếng, tư chất cho dù tốt, lười biếng tu luyện cũng vô dụng. Vương Trường sinh dặn dò, hắn nhường Vương Thanh Thành tự mình dạy bảo Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ, không có nhường Chấn Hải Cung đệ tử dạy bảo bọn hắn. Huyền Nguyệt Sơn có không ít đệ tử cấp thấp, bọn hắn cũng sẽ lấy vợ sinh con, tân sinh nhi chỉ cần có linh căn, chính là Trấn Hải Cung đệ tử, những này tân sinh nhi lại có chuyên gia dạy bảo cơ sở tu tiên kiến thức, thậm chí vì bọn họ chọn lựa công pháp. Trấn Hải Cung tu sĩ dạy bảo tân sinh đệ tử, hội tăng cường bọn hắn đối Trấn Hải Cung lòng cảm mến, để bọn hắn vì Trấn Hải Cung hiệu mệnh, thời gian dài, những đệ tử này đối Chấn Hải Cung lòng cảm mến tự nhiên rất mạnh. Vương Thanh Thành dạy bảo Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ, nói cho bọn hắn gia tộc khởi nguyên, phát triển cùng hạ giới tộc nhân cố sự, tăng cường bọn hắn đối với gia tộc lòng cảm mến. Tôn Dương cũng biết này sự, cũng không cảm thấy kỳ quái, Tôn gia cũng là như thế dạy bảo hậu bối, Tôn gia tử đệ đầu tiên muốn trung thành gia tộc, thứ yếu mới là Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung bên trong có tu tiên gia tộc, tu tiên gia tộc tử đệ đầu tiên muốn cân nhắc chính là lợi ích của gia tộc, thứ yếu mới là Trấn Hải Cung, những thế lực khác cũng kém không nhiều. Là, Tổ phụ, Vương Thu Dục cùng Vương Thu Bồ trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe chuyện tấn bản đánh vào một đạo pháp quyết, Dương Vũ ngưng thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi tới một chuyến sư phó nơi ở, sư phó có chuyện tìm các ngươi." "Biết, Dương sư tỷ, chúng ta cái này đi qua." Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn thu hồi chuyện tấn bản cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở. Tới đến Trần Hạo Thiên nơi ở, vương trường sinh cùng uông như yên nhìn thấy dương vũ ngưng cũng tại đệ tử bái kiến trần sư thúc vương trường sinh cùng uông như yên khom mình hành lễ thần sắc cung kính vương sư điệt nghe nói các người có cháu chúc mừng a à. trần hạo thiên hướng vương trường sinh chúc mừng ngữ khí thân thiện vương trường sinh có chút không thích ứng trần hạo thiên bỗng nhiên khách khí như vậy hắn có chút không thích ứng làm phiền trần sư thúc quan tâm không biết trần sư thúc gọi chúng ta tới có gì phân phó vương trường sinh thận trọng hỏi các ngươi không cần khẩn trương chuyện này với các ngươi tới nói có lẽ là một chuyện tốt trần sư thúc điều các ngươi trở về tính toán để các ngươi tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo trần hạo thiên giải thích nói trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ trần nguyệt dĩnh tự mình điểm tướng nói rõ rất xem trọng vương trường sinh cùng uông như yên huyền linh động thiên đệ tử nghe nói qua tình huống cụ thể đệ tử cũng không rõ lắm vương trường sinh nhướng mày hắn tự nhiên nghe nói qua huyền linh động thiên cái này huyền linh đại lục một chỗ bảo địa, cũng là một chỗ hiểm địa, cùng huyền phong động thiên bất đồng chính là, huyền linh động thiên là dùng tới ma luyện hóa thần tu sĩ. Các người phi thăng linh giới vẫn chưa tới ngàn năm, không hiểu rõ nội tình rất bình thường, đơn giản tới nói, huyền linh động thiên là huyền linh thiên tôn đem một chỗ tiểu thế giới cải tạo mà thành, có rất nhiều thiên tài địa bảo, cách mỗi hơn 3.000 năm mới có thể mở ra một lần, có chìa khóa mới có thể đi vào tầm bảo, có thể tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, cái này cơ duyên, cũng là khiêu chiến, Trần Hạo Thiên chậm rãi giải, giải thích nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói, "Trần sư thúc điều các ngươi trở về, các ngươi lập tức cùng những đồng môn khác trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút, đến nối con cháu của các ngươi, lưu tại nơi này chính là ta hội chiếu cố tốt bọn hắn." Trần Nguyệt Dĩnh tự mình hạ lệnh, Trần Hạo Thiên nào dám ngăn cản. "Trần sư thúc có lời gì hoặc là thứ gì muốn đệ tử mang cho Trần sư tổ a?" Vương Trường Sinh tiếp tục vấn đạo, nếu như đơn thuần điều nhiệm, Trần Hạo Thiên cũng không cần để bọn hắn tới trực tiếp ra lệnh là được rồi. Trần Hạo Thiên mặt lộ vẻ tán thành, lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, thượng diện dán một chương kim quang lóng lánh phù triện, phù triện tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Cái này đồ vật ngươi mang về, tự mình giao cho Trần Sư Thúc, nhớ kỹ, chỉ có thể giao cho Trần Sư Thúc. Trần Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, là, đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định đem vật này tự mình giao đến Trần Sư Tổ trên tay. Vương Trường Sinh đáp ứng, hai tay tiếp nhận hộp ngọc màu xanh. Trần Hạo Thiên dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Sư phó, huyền linh động thiên muốn mở ra, phải không ngài tiến cử đệ tử đi vào tầm bảo. Dương Vũ ngưng thận trọng nói, vẻ mặt vẻ chờ mong. Ngươi cho rằng vi sư không nghĩ a? À, thực lực của ngươi quá yếu, đi vào chỉ là chịu chết, theo ta được biết. Chúng ta chấn hải cung lần trước phái ra 15 vị hóa thần tiến nhập huyền linh động thiên, chính có 3 người sống đi ra, một người thương thế quá nặng, rời đi huyền linh động thiên không bao lâu liền chết, sống sót hai người đều đã tiến vào luyện hư kỳ. Trần Hạo Thiên biểu lộ ngưng trọng, cơ duyên bình thường cùng nguy cơ cùng tồn tại, huyền linh động thiên thiên tài địa bảo không ít, cũng là một chỗ hiểm địa. chương 2108, trở về Tổng Đàn, Tôn Thiên Hổ phi thăng huyền dương giới. Nếu là người nhị sư huynh cùng tam sư huynh không có xảy ra việc gì, ta hội tiến cử bọn hắn đi vào huyền linh động thiên tầm bảo. Trần Hạo Thiên thở dài nói, hắn nhớ tới cái gì, phất phất tay, nói tốt, người đi xuống đi. Chiếu khán tốt vương sư điệt con cháu, như quả vương sư điệt cùng uông sư điệt có thể sống rời đi huyền linh động thiên, tiến vào luyện lưu kỳ tỷ lệ vẫn tương đối đại. Là, đệ tử tuân mệnh, dương vũ ngưng đáp ứng, không người lui ra, trở lại chỗ ở, vương trường sinh đem vương thanh thành, vương thanh phong cùng tôn nguyệt kiều gọi vào một chỗ, nói với bọn hắn một cái chuyện đã xảy ra. Chúng ta muốn trở về tổng đàn, có thể muốn tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, trong thời gian ngắn về không được, các ngươi chiếu cố tốt tự mình, Thanh Phong, người không nên chạy loạn, tại chúng ta trở về phía trước, tự ở tại chỗ ở tu luyện. Vương Trường Sinh trịnh trọng dặn dò, hắn yên tâm nhất không dưới Vương Thanh Phong. Biết, cha, Vương Thanh Phong miệng đầy đáp ứng. Cha, liễu sư tổ đã từng từng tiến vào huyền linh động thiên, ta đường huynh đã cưới dương sư tổ tiểu đệ tử, ngài có thể đi bái phỏng một cái liễu sư tổ, hướng lão nhân ra ông ta thỉnh giáo một chút, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý liệu. Tôn Nguyệt Kiều mở miệng nhắc nhở, tôn gia tại Trấn Hải Cung phát triển nhiều năm, nhân mạch khá rộng. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, ta đi tìm một cái người tổ phụ, cùng hắn thỉnh giáo một chút đi. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở, tới đến Tôn Dương nơi ở. Biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể muốn tiến vào huyền linh động thiên tầm bảo, Tôn Dương thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn lấy ra một mai khắc lấy khổng tước hồng sắc ngọc bội, tay lấy ra truyền âm phù nói vài câu, cùng nhau đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra các ngươi trở về tổng đàn phía sau, mang theo hai thứ đồ này đi tìm Nguyệt Thắng, hắn biết phải làm sao. Đa tạ, tôn sư huynh, vương trường sinh cảm ơn nhất thanh, tiếp nhận ngọc bội cùng truyền âm phù. Chúng ta là thân gia, cảm ơn cái gì, các ngươi cẩn thận một chút, huyền linh động thiên mười phần nguy hiểm, cũng là một khối đá mài đao, theo ta được biết, chúng ta chấn hải cung từ huyền linh động thiên còn sống đi ra đệ tử, phần lớn tiến vào luyện hư kỳ. Vương trường sinh liên thanh đáp ứng, cùng uông như yên rời đi hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm xanh biết sơn mạch, sơn mạch chỗ sâu, nhất tỏa dốc đứng kình thiên cự phong như cùng một thanh lợi kiếm bình thường, chặn ngang trên mặt đất, đứng ngạo nghễ thế gian. Cự phong quanh năm bị nồng vụ bao lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Đỉnh núi, nhất tọa chiếm địa 10 vạn mẫu thanh thạch quảng trường, nhất tỏa phi linh đài đứng vững tại thanh thạch trong sân rộng. Một tên dáng người đầy đặn váy tím thiếu phụ xếp bằng ở phi linh đài phía dưới, hai mắt nhắm nghiền. Phi linh đài đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên trói mắt linh quang. Váy tím thiếu phụ mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một đạo trướng mắt linh quang phóng lên tận trời, linh quang tán đi, lộ ra một tên dáng người khôi ngô thanh bảo lão giả, thanh bảo lão giả khuôn mặt đoan chính, một đôi mắt hổ không giận tự, một đầu sau lưng mọc lên hai đôi ngân sắc cánh thịt cự hổ đứng tại bên cạnh hắn phái tím thiếu phụ lấy ra một mai thẻ ngọc màu tím, ném cho thanh bào lão giả, ra hiệu hắn dán tại mi tâm. Thanh bào lão giả đem thẻ ngọc màu tím dán tại mi tâm, mi tâm sáng lên một trận chói mắt linh quang. Tại hạ tôn thiên hổ, bái kiến đạo hữu thanh bào lão giả chắp tay nói, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn hoa hơn 2.000 năm thời gian, thuận lợi tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, đông ly giới vài vạn năm chưa từng xuất hiện hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mạnh như tứ quý kiếm tôn, bất quá là hóa thần trung kỳ này còn nhờ vào hắn bản mệnh linh thú lôi rực diếm hổ, lôi rực diếm hổ trước mắt là ngũ giai trung phẩm, nó nếu như tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, tôn thiên hổ cũng có thể đi theo được lợi, chính vì vậy, tôn thiên hổ mới dùng tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Vài vạn năm đến, tư chất sau tôn thiên hổ tốt tu sĩ có không ít, nhưng bọn hắn đều dừng bước hóa thần trung kỳ, hoặc tìm kiếm bí cảnh, hoặc lén qua, hoặc tiến về giới diện khác, cổ nhân điêu linh. Duy chỉ có tôn thiên hổ thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ, chính là tốn thời gian lâu một chút thiếp thân vạn linh môn lưu linh hoan nghênh tôn đạo hữu phi thăng huyền dương giới mạo muội hỏi một câu tôn đạo hữu từ cái kia giao diện phi thăng xuất thân thế lực nào đạo hữu yên tâm mặc kệ đạo hữu xuất thân từ cái kia giao diện thế lực nào phi thăng tu sĩ đều là chúng ta vạn linh môn trọng điểm chiếu cố đối tượng chúng ta vạn linh môn có nhiều vị hợp thể tu sĩ hóa thần mấy trăm am hiểu khu trùng ngự thú chi thuật Phái tím thiếu phụ chậm rãi nói nàng cái này làm theo thông lệ tôn thiên hổ nghĩ nghĩ nói ra tôn mỗ là từ đông ly giới phi thăng xuất thân vạn thú đảo tôn đạo hiếu chờ một lát một lát ta thông chi lý sư thúc người muốn gia nhập chúng ta vạn linh môn hoặc là độc lập ra ngoài đều có thể chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng phái tím thiếu phụ vừa nói một bên lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn đánh vào một đạo pháp quyết một trận khoa tay lưu phu nhân người có thể lại nghe nói qua thanh liên tiên lữ tôn thiên hổ khách khí vấn đạo hắn rất muốn biết thanh liên tiên lữ tình huống hắn trước khi phi thăng Cố ý chạy một chuyến vương ra, nghe ngóng Thanh Liên Tiên nữ hạ lạc, Vương Thanh Sơn trả lời tương đối qua loa, Tôn Thiên Hồ có thể khẳng định Thanh Liên Tiên nữ không tại hạ giới, cũng không biết bọn hắn phải trang phi thăng tới Huyền Dương giới. Lưu Linh lắc đầu nói, Thanh Liên Tiên nữ? Chưa nghe nói qua, ta đóng giữ nơi đây hơn 500 năm, chúng ta chỗ Huyền Linh đại lục rất lớn, nhân tộc khống chế cương vực có vài chục vạn ức bên trong, trước mắt có hai vị đại thừa tu sĩ, như lời ngươi nói Thanh Liên Tiên nữ là cảnh giới gì? ta chưa nghe nói qua, khả năng bọn hắn danh khí không lớn. Bọn hắn cũng là đông ly giới tu sĩ, hơn 800 năm trước tự phi thăng đi. Tôn Thiên Hổ chi tiết nói, hoặc là thanh liên tiên lữ còn không có xông ra tên tuổi, hoặc là thanh liên tiên lữ xuất sự. Lưu Linh cấp Tôn Thiên Hổ giới thiệu huyền linh đại lục, huyền linh đại lục bắt nguồn, phát triển, chủng tộc thế lực cùng sự kiện trọng đại đều có giới thiệu, tăng tiến Tôn Thiên Hổ hiểu rõ. Tôn Đạo Hiếu có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ thực không dễ, chắc hẳn người thọ nguyên không nhiều lắm, chúng ta vạn linh môn có kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, duyên thọ 7 tám năm không là vấn đề, gia nhập chúng ta vạn linh môn, tôn đạo hữu có tốt hơn không gian phát triển, người muốn độc lập ra ngoài, khai tông lập phái cũng không thành vấn đề, bất quá độ khó rất cao. Lưu linh ngữ khí thân thiện, nếu như tôn thiên hổ nguyện ý gia nhập vạn linh môn, công lao của nàng không nhỏ. Tôn thiên hổ nhẹ gật đầu, hắn hiểu được đại thụ phía dưới tốt hóng mát đạo lý, hắn đối vạn linh môn không có gì kháng cự. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, một tên cao cao gầy theo thanh bào lão giả cưỡi một đầu toàn thân bạch sắc khổng tước từ trên trời giáng xuống, nhìn nó khí thức rõ ràng là luyện hư tu sĩ. Đệ tử bái kiến Lý Sư Thúc, vị này tôn đạo hữu là từ đông ly giới phi thăng, xuất thân vạn thú đảo. Lưu Linh cúi người hành lễ, chỉ vào tôn thiên hổ giới thiệu nói. Đông ly giới, vạn thú đảo, trước đây có cái vạn thú môn, đã bị diệt, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mặc kệ ngươi xuất thân bất kỳ thế lực nào, đã xuất hiện tại chúng ta vạn linh môn khống chế phi linh đài, người muốn gia nhập vạn linh môn còn là độc lập ra ngoài, cũng không có vấn đề gì, trước cùng lão phu trở về tổng đàn đi. Chúng ta vạn linh môn đặc biệt yêu đãi phi thăng tu sĩ. Thanh bào lão giả dùng một chủng không cho phép nghi ngờ ngữ khi phân phó nói, tôn thiên hổ không dám thất lễ, thu hồi lôi rực diếm hổ, bay đến bạch sắc cửa hạc trên lưng. Bạch sắc cửa hạc hai cánh nhất triển, nổi lên một trận cuồng phong, hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Trường 2109, lần quy tiến vào ngũ dai. Tử Đồng Sơn mạch liên miên trăm vạn dặm, linh khí tràn đầy, sinh trưởng mấy loại ngoại giới hiếm thấy linh dược, có đại lượng yêu thú tại Tử Đồng Sơn mạch hoạt động, nghe nói sơn mạch chỗ sâu có ngũ dài yêu thú ẩn hiện, hiếm người gặp qua. Tử Đồng Sơn mạch ngoại vi có nhất tọa phường thị, từ tam cái tu tiên gia tộc liên thủ thành lập, thực lực mạnh nhất là Diệp gia, Diệp gia truyền thừa hơn 3000 năm, tộc nội có hai vị hóa thần tu sĩ. Diệp Vân Tinh là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đại biểu, tu đạo 400 năm đã là nguyên anh hậu kỳ, tại trong phạm vi trăm triệu dặm xem như tốc độ tu luyện tương đối nhanh nguyên anh tu sĩ nhất tọa yên lặng trong sân diệp vân tinh đang cùng tộc đệ diệp vân phong nói chuyện phiếm thất đệ bất kể nói thế nào người lần trước ngôn ngữ quá ngả ngớn đi với ta cấp đồng tiên tử xin lỗi thái độ thành khẩn một chút diệp vân tinh khiển trách ngữ khí nghiêm khắc tam ca một tên tán tu mà thôi người không hội thực bị nàng mê hoặc đi nhiều lắm là đương nhị phòng luận gia thế luận tư chất luận dung mạo lưu tiên tử bên nào so với nàng kém. Thật không biết người nghĩ như thế nào, muốn ta nói, nàng chính là điều ngươi khẩu vị, chỉ cần ngươi tiến vào hóa thần kỳ, nàng còn không phải ngoan ngoãn đầu nhập ngực của ngươi. Diệp Vân Phong xem thường nói, im ngay, ta không cho phép ngươi nói như vậy đồng tiên tử, nàng không phải như ngươi nghĩ. Diệp Vân tinh ngữ khí tăng thêm không ít, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe màu xanh la bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên tam thúc công đồng tiền bối bỗng nhiên trả phòng rời đi phường thị biết các ngươi không muốn đi theo đồng tiên tử diệp vân tinh thu hồi màu xanh la bàn xong diệp vân phong nói ra thất đệ người đi với ta một chuyến cùng đồng tiên tử xin lỗi ta không đi muốn đi người đến nhất cái tán tu mà thôi không phải liền là nói vài câu lỗ mãng nói a à. ta mới không nói xin lỗi nàng diệp vân phong bất phi sở động diệp vân tinh nhướng mày không nói gì nữa, vội vàng rời đi. Xuất phường thị, Diệp Vân phong hóa thành một đạo độn quang hướng về không trung bay đi, tốc độ cực nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn thấy được một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, vội vàng hô, đồng tiên tử dừng bước, đồng tiên tử dừng bước. Bạch sắc độn quang bỗng nhiên ngừng lại, độn quang thu vào, lộ ra một tên dáng người cao gầy váy trắng thiếu nữ, váy trắng thiếu nữ ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết, tinh mâu răng trắng, hai đầu lông mày có mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Diệp Đạo Hiếu, như thế nào? Muốn đem ta lưu tại tử đồng phường thị, váy trắng thiếu nữ nhíu mày nói, ngữ khí lạnh lùng. Đồng tiên tử hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, thất đệ bị trưởng bối làm hư, nhanh mồm nhanh miệng, người đừng để trong lòng. Diệp Vân Tinh vội vàng giải thích nói, ta không để trong lòng, chỉ là tính toán rời đi nơi đây, tiến về địa phương khác săn giết yêu thú thôi. Váy trắng thiếu nữ ngữ khí tương đối lãnh đạm, cấp người nhất trùng tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nơi này yêu thú cũng không ít, thậm chí có nhân nhìn thấy qua ngũ dài yêu thú, người không bằng lưu lại. Diệp Vân Tinh lời còn chưa nói hết, một cỗ kỳ lạ dị hương bay vào trong mũi của hắn, mười phần mê người. Đại lượng yêu thú theo trong xào huyệt sông ra, hướng về nơi nào đó chạy tới, cùng lúc đó, không chung xuất hiện đại lượng yêu cầm, chủng loại phồn đa. Chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ là ngũ dài yêu thú tại triệu tập đê dài yêu thú. Diệp Vân Tinh sắc mặt đại biến, vội vàng tay lấy ra truyền âm phù, nói mấy câu, hướng về đường tới ném đi khó mà nói, cũng có thể là một vị tiền bối tại dụ sát ngũ dài yêu thú, liền biết. Váy trắng thiếu nữ độn quang phóng đại, hướng về phía trước bay đi. Diệp phân tinh hộ hoa tâm cắt, vội vàng đi theo. Bọn hắn một đường bay tới, có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú hướng về một phương hướng nào đó di động, phảng phất là nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Một chén trà thời gian phía sau, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Nhàn nhân dừng bước, người vi phạm nghiêm trị không được. Diệp Vân Tinh cảm giác một cỗ cường đại thần thức lướt qua thân thể của mình, hắn dọa một thân mồ hôi lạnh, đối phương khẳng định là hóa thần tu sĩ. Hơn trăm dặm khai ngoại, đại lượng yêu thú nhao nhao phóng tới nhất tỏa dốc đứng cự phong, tiếng đàn không ngừng, từng cái yêu cầm từ trên cao rất xuống, rất xuống. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rõ ràng là một tên ngũ quan đoan chính thanh bảo lão giả, thanh bào lão giả sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời có thần. Lão Phu Diệp Nhân Hằng, không biết là vị đạo hữu nào ở đây săn giết yêu thú. Đạo hữu muốn đối phó ngũ gia yêu thú không có vấn đề, bất quá diệt sát này a nhiều đê gia yêu thú, sẽ ảnh hưởng đến ba nhà chúng ta thu nhập. Thanh bào lão giả khách khí nói, một đạo lam sắc độn quang theo kình thiên cự phong bay tới, rõ ràng là một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam, chính là Vương Trường Sinh. Bọn hắn phụng mệnh trở về tổng đàn, không ngờ tại trở về trên đường, lân quy ngoại ý muốn xung kích ngũ giai, vương trường sinh cùng uông như yên chỉ có thể tìm địa phương nhường lân quy sung kích ngũ giai vương trường sinh cũng không nói nhảm lấy ra trấn hải cung thân phận lệnh bài trấn hải cung quấy dày đạo hữu diệp nhân hằng biến sắc không dám lưu thêm một trăm cái diệp ra cũng trêu chọc không nổi trấn hải cung chúng ta đi ngang qua nơi đây làm ít chuyện không hội sát thương quá nhiều đê gia yêu thú diệp đạo hữu yên tâm chính là vương trường sinh bảo đảm nói hắn nhìn về phía váy trắng thiếu nữ phân phó nói, người cũng rời đi đi. Tại đây không phải ngươi một tên tiểu bối ngốc địa phương. Váy trắng thiếu nữ lên tiếng, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi. Diệp Vân Tinh mặt lộ vẻ không cam lòng, không dám nói gì, đi theo Diệp Nhân Hằng rời đi. Vương Trường Sinh thả người bay trở về cự phong, một đầu to lớn làm sắc mai rùa nằm trên mặt đất, có vạn trượng lớn nhỏ, lân quy thân thể run nhẹ nhẹ, trên thân tản mát ra một gỗ đặc thù mùi thơm. Một đạo dày đặc làm sắc màn nước bao lại lân quy, Uông Như Yên ngay tại đánh đàn, tiếng đàn không ngừng, từng cái đê ra yêu thú bị sóng âm chấn ngất đi. Vương Trường Sinh đứng tại đỉnh núi, khổng lồ thần thức quét mắt phạm vi ngàn dặm. Linh thú tiến dài ngũ dài cùng tu tiên giả tiến vào hóa thần kỳ không giống, không hội dẫn tới lôi kiếp, bất quá sẽ tản mát ra nhất chủng yêu thú khó mà chống cự mùi, hội dẫn tới đại lượng yêu thú. Thời gian một ngày đi qua, đại lượng yêu thú lao đến, có mấy vạn chỉ yêu thú, Vương Trường Sinh diệt sát bộ phận tứ giai thượng phẩm yêu thú, bộ phận yêu thú bị đồng bạn dẫm chết, cái khác yêu thú đều bị uông như yên vận dụng sóng âm chấn ngất. Đại lượng tu sĩ nghe hỏi chạy đến, bất quá bọn hắn không dám tới gần, tại ngàn dặm bên ngoài xem xét. Phương Trường Sinh cũng không muốn để bọn hắn nhìn thấy lân quy tiến dài quá trình, vận dụng trận pháp, đem phương viên 500 dặm bắt đầu phong tỏa. Sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang lên, lân quy bên ngoài thân lam quang đại phóng, hư không bỗng nhiên xuất hiện nhất cái cự đại không gì sánh được lam sắc kỳ lân hư ảnh, hư ảnh rất nhanh tán loạn. Có trận pháp bảo hộ, tu sĩ khác cũng không nhìn thấy kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân hư ảnh, xem tới này ra hỏa tiến vào ngũ dài phía sau, huyết mạch càng thêm tinh thuần. Uông như yên vừa cười vừa nói, lân quy phát ra tiếng gào thét trầm thấp, có vẻ hơi đắc ý. Xem đem người có thể, người tiến vào ngũ dài cũng tốt, nếu như tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, chúng ta nhiều hơn một phần ỉ vào. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, cấp lân quy cho ăn một chút linh quả, đem nó thu nhập linh thú trạc. Hắn thu hồi trận pháp, cùng Uông Như Yên rời đi nơi đây, vây xem tu sĩ cùng nhau tiến lên, cướp đoạt những cái kia bị chấn ngất hoặc là đánh chết yêu thú. chương 2110, các phương tính toán, phiêu vân đảo, trấn hải cung tổng đàn, Trần Nguyệt Dĩnh ngồi tại trên ghế trúc, phương minh ngay tại hướng nàng báo cáo tình huống. Triệu sư điệt cùng tôn sư điệt bọn hắn đều triệu hồi tới, bọn hắn đều là chúng ta trấn hải cung tam thập lục kiệt một trong, ta nghe nói Lý Sư Huynh đem mã sư điệt, phong sư điệt đều triệu hồi tới, đoán chừng bọn hắn cũng muốn tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo. Phương Minh cung kính thanh âm, hắn tại chấp sự điện nhậm chức, có rất nhiều tai mắt, tìm hiểu tin tức rất thuận tiện. Trấn Hải cung có mấy trăm vị hóa thần tu sĩ, chọn lựa 36 vị trọng điểm bồi dưỡng, bình thường tới nói, chúng tuyển tam thập lục kiệt Trấn Hải cung đệ tử, tiến nhập luyện hư kỳ tỷ lệ rất lớn mã sư điệt ta nhớ được hắn mấy trăm năm trước chính là hóa thần hậu kỳ đến nay còn không có đột phá luyện hư đoán chừng là lâm sư huynh đẻ ép nhưng hắn tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo cái này cũng khó trách lần trước huyền linh động thiên mở ra trong đó một tên người sống sót chính là lâm sư huynh hậu nhân trần nguyệt dĩnh chậm rãi nói nàng nhớ ra cái gì đó hỏi vương sư điệt cùng Vương sư điệt còn chưa có trở lại a à? nên ở trên đường khả năng trên đường có việc chậm trễ một đoạn thời gian phương minh tiếng nói vừa ra một chương truyền âm phù bay tiến đến trần nguyệt dĩnh bóp nát truyền âm phù chính là vương trường sinh gửi tới bọn hắn trở về người đi dẫn bọn hắn vào đi trần nguyệt dĩnh phân phó nói phương minh lên tiếng lĩnh mệnh mà đi một qua bao lâu vương trường sinh cùng uông như yên đi theo phương minh đi đến đệ tử bái kiến trần sư tổ vương trường sinh cùng uông như yên cúi người hành lễ chăm miệng một lời nói a à, người đột phá hóa thần hậu kỳ không sai nhìn tới người tu luyện đĩnh chăm chỉ Trần Nguyệt Dĩnh cảm nhận được Vương Trường Sinh khí tức cường đại, mặt lộ vẻ tán thành, tán dương. Đệ tử tin tưởng vững chắc ông trời đền bù cho người cần cù, không dám lười biếng. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, tư chất của hắn bình thường, tu luyện không dám lười biếng, so với hắn thiên phú cao tu sĩ cũng rất cố gắng tu luyện, hắn càng phải cố gắng, tận khả năng rút ngắn cùng người khác tranh lệch. Người có thể minh bạch điểm này rất không tệ, Trần Sư Điệt nói với người đi. Ta chuẩn bị phái các người đi vào huyền linh động thiên tầm bảo, nếu như kiếm về vật của ta muốn, các người muốn cái gì đều được, bao quát thượng phẩm thông thiên linh bảo hoặc là bích nguyệt ngọc tham đan. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, Trần Sư Tổ nghĩ nhường đệ tử kiếm về thứ gì, Vương Trường Sinh thận trọng hỏi, bảy vạn năm cửu lôi trúc, nếu như luyện chế thành bảo vật, dùng tới độ đại thiên kiếp không thể thích hợp hơn, các người đi về nghỉ ngơi trước đi. Qua một đoạn thời gian, trưởng môn sư huynh hội triệu tập các người phát biểu, sẽ còn huấn luyện các người một đoạn thời gian. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, Trấn Hải cung phái đệ tử tiến nhập huyền linh động thiên chủ yếu là vì tầm bảo, không phải chịu chết, khẳng định phải huấn luyện một đoạn thời gian, đề cao đệ tử tỷ lệ sống sót, thuận tiện thu thập nhiều một chút tu tiên tài nguyên. Thực tiến nhập huyền linh động thiên, sẽ còn cho các ngươi phái phát bảo vật, tỷ như phù triện, trận pháp, tăng cường thực lực của các ngươi, đề cao các ngươi sinh tồn suất. Phương Minh bổ sung đạo, Trần Sư Tổ, Phương Sư Bá, đã huyền linh động thiên bên trong bảo vật như thế nhiều, nên có tu sĩ cấp cao phái hóa thân hoặc là phân thân đi vào đi. Uông Như Yên tò mò hỏi, huyền linh thiên tôn lúc trước cân nhắc đến điểm này, thiết lập hạ đặc thù cấm chế, hóa thân vào không được, phân thân liền không nói được rồi, bất quá tu vi chỉ có thể hạn định tại hóa thần kỳ, nhiều lắm là nắm giữ mấy môn đại uy lực bí thuật, huyền linh động thiên là huyền linh đại lục nhân tộc một thứ trọng đại thí luyện, không ít thế lực lớn sẽ phái người tham gia, thậm chí có bộ phận dị tộc cũng sẽ tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, tình huống cụ thể, đến lúc đó lại có chuyên gia huấn luyện các ngươi. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích nói vương trường sinh cùng uông như yên lên tiếng không người lui ra một chén trà thời gian phía sau vương trường sinh cùng uông như yên xuất hiện tại nhất tọa ưu tĩnh trong trang viên đình đài lầu các vườn hoa thủy tạ kỳ thạch quái nham khắp nơi có thể thấy được huyền linh động thiên cái này kỳ ngộ cũng là khiêu chiến nếu là có thể lập xuống đại công có lẽ có thể muốn một khối địa bàn sống yên phận thành lập chúng ta gia tộc vương trường sinh tự nhủ ánh mắt lửa nóng đại thụ phía dưới tốt hóng mát bất quá hắn càng muốn độc lập làm chủ hắn cùng tôn dương nói chuyện phiếm bên trong phát hiện chấn hải cung hệ phái chi tranh rất nghiêm trọng trước mắt dùng tống nhất minh cầm đầu trưởng môn hệ phái còn có thể chấn trụ hai phái bảo trì cân bằng tương lai tự khó nói tu tiên tông môn môn đổ tới tự thiên nam địa bắc lý niệm bất đồng rất dễ dàng xuất hiện nội chiến cái này tránh không khỏi tu tiên gia tộc cũng sẽ xuất hiện nội chiến chỉ là tỷ lệ thấp một chút nhiệm vụ này không đơn giản làm không tốt chúng ta hội thân tử đạo tiêu nếu là thật sự có thể mang ra cửu lôi trúc chúng ta có thể cùng Trần Sư Tổ yêu cầu một khối địa bàn, phát triển chúng ta gia tộc. Uông Như Yên trầm giọng nói, tu tiên tông môn đệ tử muốn tại tông môn khu quản hạt thành lập gia tộc, cần cùng tông môn xin, không phải nghĩ thành lập gia tộc tụ lập tức thoát thân, tông môn không phải thiện đường, không quy không thành viên, mọi thứ đều có quy củ. Nhất tọa tráng lệ cung điện, Tống Nhất Minh ngay tại nói với Tống Ngọc Thiền lấy cái gì? Cha, như thế nào Trần Sư Thúc lần này muốn phái nhiều người như vậy đi vào huyền linh động thiên? chẳng nhẽ nàng phát hiện chân quý tu tiên tài nguyên tống ngọc thiền nghi ngờ nói đoán chừng là đi nếu không trần sư muội không hội đề nghị tăng phái nhân thủ liền triệu sư điệt cùng tôn sư điệt đều triệu hồi tới lưu sư đệ đem mã sư điệt cùng phong sư điệt triệu hồi tới đoán chừng cũng là vì siêu tập tu tiên tài nguyên tống nhất minh có chút bất đắc dĩ nói bản thổ hệ phái cùng phi thăng hệ phái đều có tự mình tính toán nhỏ nhặt che giấu một chút tình báo quan trọng tính toán phái tự mình đắc lực đệ tử đi vào tầm bảo cố tiểu ra không để ý mọi người có hắn tại, trước mắt biển Nam chấn được hai đại hệ phái, nếu như hắn không có ở đây, vậy liền khó nói, huyền linh đại lục có không ít đại môn phái xuất hiện nội chiến phía sau, rất nhanh một rơi xuống, một chút đại phái đã tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong. Người làm sao lại bỗng nhiên quan tâm này sự, chẳng nhẽ người cũng muốn phái nhân đi vào. Tống Nhất Minh tò mò hỏi, hắn đối Tống Ngọc Thiền đặt vào kỳ vọng cao, Tống Ngọc Thiền thân có linh thể, có hy vọng tiến vào đại thừa kỳ, nếu như Tống Ngọc Thiền tiến vào đại thừa kỳ, liền có thể hóa giải hai đại hệ phái mâu thuẫn, xử trí tư tâm quá nặng đệ tử, giết một người gian trăm người. Trần Nguyệt Dĩnh cũng là linh thể giả, có càng hơn hơn xuất tiến vào đại thừa kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, phi thăng hệ phái khẳng định hội vượt trên bản thổ hệ phái, sẽ chỉ tăng lớn mâu thuẫn, nếu như Trần Nguyệt Dĩnh chết tại đại thiên kiếp dưới, phi thăng hệ phái lực lượng có chỗ suy yếu, bản thổ hệ phái hội vượt trên phi thăng hệ phái, tống nhất minh 10 phần mâu thuẫn. Hắn hiện tại liền muốn duy trì hiện trạng nhưng Tống Ngọc Thiền trưởng thành, ta nhận được tin tức có vài cây vạn nam linh dược đối ta tu vi hữu ích, ta tính toán phái phân thân đi vào, vừa vặn đã bồi dưỡng đến hóa thần kỳ. Tống Ngọc Thiền chi tiết nói, nàng là Trấn Hải Cung trưởng môn độc nữ, căn bản không cần vi tu tiên tài nguyên phát sầu, phái phân thân đi vào, dạng này quá mạo hiểm, bồi dưỡng một bộ phân thân không dễ dàng, ta phái người giúp ngươi đem tới tay đi. Tống Nhất Minh nhíu mày nói, cha, ngài phái ai đi, đáng tin. Ai biết Trần Sư Thúc cùng Lâm Sư Thúc lôi kéo được bao nhiêu nhân. Làm không tốt bị bọn hắn độc chiếm, vẫn là thôi đi. Kia mấy loại linh dược đối ta tu vi vô cùng hữu ích, ta nhất định phải đem tới tay, ngài còn là dùng nhiều tâm tư huấn luyện tiến nhập huyền linh động thiên đệ tử đi. Tránh cho dẫm vào lần trước vết xe đổ, Tống Ngọc Thiền Huyền chuyển cự tuyệt, ánh mắt kiên định. Tống Nhất Minh nhẹ gật đầu, đáp ứng. chương 2111, Tống Nhất Minh bánh vẽ, thành lập gia tộc cơ hội, thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh một cái hơn ngàn mẫu đại hồ nước màu xanh lam đủ mọi màu sắc linh ngư trong hồ truy đuổi hồ nước trung ương có nhất tọa ngàn trượng đại lam sắc bệ đá một tên sắc mặt hồng nhuận áo lam lão giả ngồi tại bệ đá bên cạnh trên tay cầm một cây màu xanh cần câu cá nước hồ thanh tịnh lộ chân tướng có thể thấy rõ lưới câu là thẳng đứng không có bất kỳ cái gì câu thứ vương trường sinh cùng uông như yên đứng ở một bên thần sắc cung kính áo lam lão giả gọi liễu triệt luyện hư trung kỳ hắn đã từng từng tiến vào huyền linh động thiên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là cố ý tới bái phỏng Liễu Triệt, Liễu Triệt để bọn hắn ở một bên nhìn hắn câu cá, đã 7 ngày, còn không có câu được một cái linh ngư. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có hỏi nhiều, lẳng lặng chờ đợi. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, phiêu phù ở giữa không trung Liễu Triệt coi như không nghe thấy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không để ý đến. Một cái kim sắc linh ngư tại lưới cầu bốn phía bồi hồi, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Một trận gió nhẹ thổi tới, mặt hồ tạo nên một trận gợn sóng, gợi lên dây câu, khẽ động lưới câu. Kim sắc linh ngư chậm rãi bơi tới, hướng về lưới câu táp tới, thẳng đứng lưới câu đương nhiên câu không được linh ngư miệng, bất quá nó một cử động kia đưa tới không ít linh ngư, bọn chúng nhao nhao truy mổ lưới câu, lưới câu trong nước không ngừng lắc lư, giống như một cái sống trùng. Liếu triệt cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, dây câu vặn vẹo không ngừng. Mười mấy đầu linh ngư bị dây câu cắt chém thành vô số khối, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh nước hồ một lát sau nước hồ khôi phục nguyên dạng cùng phía trước không có gì khác biệt một chén trả thời gian phía sau lần nữa có linh ngư bơi tới tại lưỡi câu phụ cận bồi hồi vương sư điệt uông sư điệt các ngươi nhìn ra cái gì liễu triệt mở miệng hỏi thanh âm có chút khàn khàn vương trường sinh nghĩ nghĩ nói ra không có mồi câu có thể chế tạo mồi câu không nên bị giả tượng làm cho mê hoặc không cần nước chảy bèo trôi phải có chủ kiến của mình Uông Như Yên nói như vậy đạo, ta có thể còn sống rời đi Huyền Linh động thiên dựa vào ba điểm, thứ nhất, ta không tin mặt khác nhân, dù là ngươi lợi hại hơn nữa, gặp được một tên đồng bạn ngu xuẩn, đồng dạng sẽ hại chết ngươi, thứ hai, không nên tin ngươi thấy đồ vật, đặc biệt là vật này rất có dụ hoặc thời điểm thứ ba, bất cứ lúc nào nghĩ kỹ đường lui, đường lui càng nhiều càng tốt. Liễu Triệt chậm rãi nói, thanh âm nghiêm khắc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời kho mình hành lễ chăm miệng một lời nói ra, đa tạ liếu sư thúc dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Liếu triệt hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bay ra, đánh chúng vào truyền âm phù, tống nhất minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, liếu sư điệt, mang vương sư điệt cùng uông sư điệt tới một chuyến tổ sư điệt. Đi thôi, trưởng môn sư bá gọi chúng ta đi qua. Liễu triệt mang theo vương trường sinh cùng uông như yên hóa thành ba đạo độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Nhất tọa khí thế to lớn làm sắc cung điện, mái cong đấu cùng, thô to trên trụ đá khắc lấy kỳ lân, giao long, phượng hoàng chờ dị thú đổ án, sinh động như thật. Đại môn rộng mở, thượng phương treo một khối lam quang lưu chuyển bất định bảng hiệu, trên đó viết tổ sư điện tam cái chữ to màu vàng, vô cùng dễ thấy. Đại điện bên trong tụ tập hơn 30 danh tu sĩ, phần lớn là hóa thần kỳ. Treo trên vách tường mấy chục bức chân dung, cái này trấn hải cung lịch đại hợp thể tu sĩ hòa tượng. mỗi một bức vẽ giống như phía dưới đều có độc lập bàn thờ, bàn thờ lên trưng bày một cái lam quang lòe lòe linh vị trên đó viết một nhóm kim sắc văn tự hóa thần tu sĩ chia làm hai tổ đứng vững đứng tại phía trước nhất là một tên khí vũ hiên ngang thanh niên áo lam cùng một tên dáng người gầy yếu váy đỏ thiếu nữ thanh niên áo lam dáng người khôi ngô tay chân thô to tràn đầy lực lượng váy đỏ thiếu nữ ngũ quan như vẽ da thịt hơn tuyết cấp người một chủng yếu đuối ấn tượng thanh niên áo lam gọi triệu hồng váy đỏ thiếu nữ gọi mã thiên thiên hai người đều có hóa thần đại viên mãn tu vi đều là trấn hải cung tam thập lục kiệt một trong phân biệt lệ thuộc phi thăng hệ phái cùng bản thổ hệ phái. Ba đạo độn quang bay tiến đến, chính là liễu triệt ba người. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng hướng về Triệu Hồng chỗ đội ngũ đi đến, đứng tại phía sau cùng, Liễu Triệt đứng ở một bên. Hai vị này chính là từ hạ giới phi thăng Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt A. Liễu Sư Đệ, người tựu không sợ bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn A. Một tên dáng người đầy đặn quần vàng thiếu phụ khẽ cười nói, ngực có chút chập trùng, khe rãnh rõ ràng bọn hắn đã có thể từ hạ giới phi thăng, tự nhiên là có vài phần bản sự, lý sư tỷ thế mà đem mã sư điệt cùng phong sư điệt phái ra, tự không sợ bọn họ xuất sự. Liễu triệt cười khẩy nói, quần vàng thiếu phụ gọi lý thiến, lý thiến giống như liễu triệt, đều từng tiến vào huyền linh động thiên đồng thời sống đi ra. Sóng lớn đãi cát, có thể tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo là cơ duyên của bọn hắn, nếu như thực lực không đủ, chết trên tay người khác, kia là học nghệ không tinh, tự nhiên không có gì đáng nói. Lý Thiến chẳng hề để ý nói một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên liễu triệt cùng lý thiến vội vàng ngậm miệng tống nhất minh từ thiên điện đi ra tới đến trước mặt mọi người hắn tự nhiên nghe được liễu triệt cùng lý thiến không có vạch trần mà thôi bái kiến trưởng môn sư bá trưởng môn sư tổ chúng đệ tử cúi người hành lễ chăm miệng một lời nói tống nhất minh nhẹ gật đầu uy nghiêm ánh mắt lướt qua triệu hồng chờ hóa thần tu sĩ khi ánh mắt của hắn lướt qua vương trường sinh thời điểm mặt lộ vẻ tán thành nói không sai vương sư biệt đã tiến vào hóa thần hậu kỳ. Trường môn sư tổ quá khen rồi, nhờ có trần sư tổ nhiều hơn dạy bảo, đệ tử tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Vương trường sinh khiêm tốn nói, trên thực tế, hắn cái này tốc độ tu luyện so với Trấn hải cung đệ tử tinh anh xem như chậm. Tống nhất minh gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn lôi kéo vương trường sinh cùng Uông Như Yên, hiện tại xem ra, vương trường sinh cùng Uông Như Yên đã gia nhập phi thăng hệ phái. Sau đó không lâu, huyền linh động thiên liền sẽ mở ra, chúng ta chấn hải cung tính toán phái các ngươi đi vào tầm bảo, hết thảy 30 người, triệu sư điệt đảm nhiệm một chi lĩnh đội, mã sư điệt đảm nhiệm một cái khác chi lĩnh đội, lại xuất phát phía trước, từ liễu sư điệt cùng lý sư điệt huấn luyện các ngươi một đoạn thời gian, thậm chí sẽ đích thân cùng các ngươi so tài, xuất phát trước, mỗi người một kiện thông thiên linh bảo, một chương lục giai phù triện cùng một bình liệu thương đan dược, mỗi chi đội ngũ mang hai bộ lục giai trận pháp, có thể tự do chọn lựa, nếu như lập xuống đại công, thượng phẩm thông thiên linh bảo, động phủ, bích nguyệt ngọc tham đan, địa bàn, linh thú chờ tu tiên tài nguyên đều không là vấn đề. Tống Nhất Minh chậm rãi nói, Trấn Hải Cung lần này là dọa vốn gốc, chỉ là phái phát cho bọn hắn phủ chuyện đan dược thông thiên linh bảo, âm thầm trên thị trường giá trị, không sai biệt lắm 500 triệu linh thạch, đây chính là Trấn Hải Cung nội tình. trưởng môn sư tổ, ngài nói tới địa bàn là... Đứng tại vương trường sinh trước mặt một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả thận trọng vấn đạo, hắn chúc cơ kỳ tự bái nhập chấn hải cung, tu đạo nhiều năm, tự biết vô pháp tiến vào luyện hư kỳ, tính toán mượn cơ hội này lấy được một khối địa bàn, thành lập gia tộc của mình. Ninh Sư Điệt, người nếu như nghĩ thành lập gia tộc, thu thập nhiều một chút bảo vật, công lao càng lớn, cho người thành lập gia tộc địa bàn càng lớn, chúng ta Trấn Hải Cung sẽ không bạc đãi có công chi thần, nếu như phạm sai lầm, hết thảy nghiêm trị, ta nhắc nhở trước các người một câu, mặc kệ bất kỳ lý do gì, đều không phải giết hại đồng môn lý do, sở hữu còn sống rời đi huyền linh động thiên đệ tử, đều muốn tiếp nhận thẩm tra, nếu như cha ra giết hại đồng môn, tộc nhân, sư phó sư bá, đồng môn sư tỷ sư huynh đều sẽ chịu phạt. Nói xong lời cuối cùng, Tống Nhất Minh ngữ khí nghiêm khắc. Hai đại hệ phái đệ tử có thể nhau nhau, có thể náo, tuyệt đối không thể lẫn nhau hạ tử thủ, cái này hắn danh giới cuối cùng. Là, trưởng môn sư tổ, chúng đệ tử chăm miệng một lời đáp ứng. Vương trường sinh đôi mắt nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, địa bàn, thành lập gia tộc, hy vọng có thể lấy được địa bàn đi. Tống Nhất Minh dặn dò vài câu, nhưng Liễu Triệt cùng Lý Thiến mang theo riêng phần mình đội ngũ rời đi. chương 2112, Vương gia tân hóa thần Vương Thanh Bạch. Non nửa khắc sau, Vương Trường sinh một nhóm người tới Liễu Triệt nơi ở. Liễu Triệt ngồi trên băng ghế đá, phân phó nói các ngươi trước lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Ngày sau tiến vào huyền linh động thiên, chính là đồng bạn. Tại Hạ Triệu Hồng, gặp qua chư vị, Triệu Hồng tiến lên một bước, khách khí nói, tiểu muội tôn yên, gặp qua chư vị. Một tên dáng người uyển chuyển váy trắng thiếu nữ tiến lên một bước, tự giới thiệu mình. Vương trường sinh các loại nhân nhao nhao báo lên tính danh, hiểu nhau. Huyền linh động thiên rất lớn, các người có thể đụng tới tỷ lệ rất thấp, chia làm ba tổ, năm người một tổ, mỗi một tổ các có một vị tộc trưởng, mã sư điệt, tôn sư điệt, vương sư điệt, ba người các người đảm nhiệm tổ trưởng, mã sư điệt kiêm nhiệm đội trưởng. Liễu triệt đem triệu hồng các loại nhân chia làm ba tổ, vương trường sinh đảm nhiệm một tổ tổ trưởng, thủ hạ có bốn vị hóa thần tu sĩ, tu vi thấp nhất là ninh lan hóa thần sơ kỳ ninh lan là một vị nữ linh sư có hai cái ngũ giai linh thú thực lực không so hóa thần trung kỳ kém đây cũng là hắn chúng tuyển nguyên nhân một trong các người ngay ở chỗ này ở lại đi mỗi một tổ nhân ở đồng nhất tòa viện ta sẽ nói cho các người biết ta tại huyền linh động thiên kinh lịch bên trong linh dược yêu thú cùng cảm bấy sẽ còn xuất thủ cùng các ngươi so tài trong vòng một năm một năm sau các ngươi liền muốn xuất phát liễu triệt phân phó nói là liếu sư thúc, vương trường sinh các loại nhân chăm miệng một lời đáp ứng, dựa theo liếu triệt phân phó, bọn hắn ở đây ở lại. Đông ly giới, thanh liên đảo, đến hàng vạn mà tính yêu thú đem thanh liên đảo bao bọc vây quanh, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh nước biển bao lại cả hòn đảo nhỏ, trên đảo vương ra tu sĩ như lâm đại địch. Vương mạnh phần chỉ huy tộc nhân, công kích những này yêu thú. Mười bộ hình thể to lớn tứ dai khôi lỗi thú phóng xuất ra các loại pháp thuật công kích những này yêu thú, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang tại thanh liên đảo trên không sáng lên. Lôi phượng ở trên không xoay quanh bất định, hai cánh chấn động, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, một đạo đạo thô to thiểm điện đánh xuống, đề ra yêu thú nếu như bị thiểm điện bổ chúng, lập tức hôi phi yên diệt. Đủ mọi màu sắc cột sáng từ thanh liên đảo lên bay ra, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, yêu cầm chạm đến cột sáng, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trên cao ngã xuống. Nhanh lên đổi linh thạch, những xúc sinh này rất nhanh xông tới. Vương Mạnh phần phân phó nói, Vương Thanh Thiến cùng tử Nguyệt Tiên tử tỏa hóa trước, lưu lại nhiều cỗ tứ dai khôi lỗi thú, cực lớn tăng cường Vương ra nội tình. Hắn hướng về xa xa tuyết sơn nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thời gian từng giờ trôi qua, hộ đảo đại trận một mực thủ hộ lấy thanh liên đảo, Vương Thu Minh, Vương Trường Kiệt các loại nguyên anh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Vương Thu Minh cùng Vương Trường Kiệt đã tu luyện tới Nguyên Anh Đại Viên Mãn, Bọn hắn thử qua xung kích hóa thần kỳ, cuối cùng đều là thất bại. Theo thế hệ trước già đi, Vương gia có chút thời kỳ giáp hạt, may mắn là Vương Thanh Sơn vẫn còn, không có thế lực nào hoặc là cá nhân dám tìm Vương gia phiền phức. Vương Thanh Sơn đã tu luyện tới hóa thần trung kỳ, cái này tốc độ tu luyện tại Đông Ly giới không tính nhanh, chủ yếu là hắn cùng Bạch Linh Nhi bị vây ở không biết không gian mấy trăm năm, nếu không đã sớm tiến vào hóa thần trung kỳ. Trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng yêu thú hải cốt phương viên mấy vạn dặm hải vực bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Ba con tứ giai khôi lỗi thú bị hao tổn, mấy chục cỗ tam giai khôi lỗi thú báo hỏng. Vương Thanh Sơn đứng tại một ngọn núi cao thượng diện, nhìn xa xa tuyết sơn, ánh mắt ngưng trọng, quần áo theo gió đong đưa. Nhất Thanh Ninh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, vang vọng phương viên trăm vạn dặm. Một cỗ cường đại linh áp từ tuyết sơn phóng lên tận trời, một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long từ tuyết sơn bay ra, bay đến không trung phía sau, bạch sắc giao long phun ra phiến trắng xóa hào quang, rơi vào trên mặt biển, mặt biển trong nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán, đại lượng yêu thú bị đóng băng ở. Dùng thanh liên đảo làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm mặt biển đều bị đông lại. Ngũ dai, cuối cùng thành công, vương thanh sơn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Bạch sắc giao long tách ra chướng mắt bạch quang, hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng, từ trên trời giáng xuống, lạc trước mặt Vương Thanh Sơn, rõ ràng là một tên dáng người khôi ngô áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên ngũ quan anh Tuấn, trên đầu có một đôi bạch sắc long rác, trên cánh tay có một ít phải màu trắng. Vương Thanh Bạch gặp qua thất ca, áo trắng thanh niên cung tay làm lễ nói, thần sắc nghiêm nghị. Hắn chính là băng phong giao tiểu bạch, Vương Thanh Linh trước khi tỏa hóa, đem hóa hình đan cùng thông thiên linh bảo huyền Ngọc Châu để lại cho băng phong giao, hy vọng hắn tiến vào ngũ giai khổ tu hơn 300 năm, hắn thuận lợi tiến vào ngũ giai. Thất ca, Vương Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn, tỷ tỷ của ta là Vương Thanh Linh, nàng bảo ngươi thất ca, ngươi cũng là ta thất ca, ta là Vương Gia Nhân. Vương Thanh Bạch nói nghiêm túc, ánh mắt kiên định, Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, nói thập muội dưới suối vàng có biết, nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ta đã đáp ứng tỷ tỷ, sẽ thay nàng thủ hộ gia tộc, thất ca, ngươi đi đi. Nghĩ biện pháp phi thăng linh giới, chỉ cần có ta ở đây một ngày, vương ra ngay tại, ta hội thủ hộ đến gia tộc xuất hiện tân hóa thần tu sĩ. Vương Thanh Bạch biểu lộ nghiêm túc, cái này vương Thanh Linh di ngôn, hắn nhất định sẽ làm được. Mấy trăm năm cũng chờ đến đây, cũng không kém điểm này thời gian, người vừa mới tiến vào ngũ dai, hảo hảo chữa thương đi. Vương Thanh Sơn khẽ cười nói, những năm này, lòng hâm năm lần bảy lượt tới, muốn theo hắn cùng một chỗ liên thủ tìm kiếm phi thăng chi lộ, đều bị Vương Thanh Sơn cự tuyệt. Hắn muốn thủ hộ lấy tộc nhân, cho đến khi gia tộc xuất hiện tân hóa thần tu sĩ, Vương Thanh Bạch tiến vào ngũ giai, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tốt, có việc ngươi phân phó, ta trở về bồi tỷ tỷ. Vương Thanh Bạch hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, bay trở về tuyết sơn. Không có qua bao lâu, hắn xuất hiện tại một cái cửa đại trong hầm băng. Trong hầm băng có nhất tỏa cao khoảng một trượng bạch sắc bệ đá, trên bệ đá có một ngụm bạch sắc băng quan, Vương Thanh Linh một thân váy xanh, nằm tại bên trong quan tài băng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt chung một chỗ, giống như ngủ thiếp đi. Vương Thanh Bạch đứng tại băng quan bên cạnh, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Thanh Linh, nhẹ giọng nói ra tỷ, ta sẽ thay người thủ hộ gia tộc, cho đến khi gia tộc xuất hiện tân hóa thần tu sĩ, nếu quả như thật có luân hồi. Ta nhất định đi tìm ngươi, chúng ta tỉ đệ luôn cùng một chỗ, luôn luôn. Hắn nói xong lời này, ngồi xếp bằng xuống, vận công tu luyện. Thanh liên lâu, Vương Thanh Sơn đứng tại vương trường sinh cùng Uông Như Yên hỏa tượng phía trước, biểu lộ ngưng trọng. Cửu thúc, Cửu thẩm, chúng ta hôm nay có thêm một vị tộc nhân vương thanh bạch, các ngươi đi được vội vàng, ta có thể hiểu được, ta hội thu xếp tốt tất cả mới rời khỏi, tuyệt đối sẽ không dẫm vào lần trước vết xe đổ, có ta ở đây, tự không ai dám giết tới thanh liên đảo. Vương thanh sơn ngữ khí khẳng thương có lực, trong mắt tràn đầy túc sát chi khí, vương gia tộc nhân phân tán tại băng hải giới, đông ly giới, thiên hồ giới, toàn bộ vương gia tu sĩ cộng lại có mười mấy vạn nhiều, nó trong băng hải giới vương gia tu sĩ nhiều nhất, thực lực mạnh nhất là đông ly giới vương gia tu sĩ. Như vậy, mặc cho phát sinh đại nạn, vương gia cũng không hội tuyệt huyết mạch. chương 2113, chọn lựa bảo vật cùng nhiệm vụ. Huyền dương giới, nhất cái hơn ngàn mẫu đại hồ nước màu xanh lam, đủ mọi màu sắc linh ngư trong hồ truy đuổi, hồ nước trung ương có nhất tọa ngàn trượng đại lam sắc bệ đá. Vương trường sinh 10 năm người ngồi tại bệ đá biên trong tay đều nắm lấy một cây cần câu cá, lưới câu là thẳng. Liễu triệt ngồi ở một bên, trên tay bưng lấy một bản thật dày điển tịch xem say sưa ngon lành liễu triệt kể xong tự mình tại huyền linh động thiên tao ngộ xuất thủ cùng bọn hắn so tài vạch bọn hắn cá nhân không đủ để bọn hắn lại thêm cải tiến tiếp đó mỗi cái tiểu tổ liên thủ đối địch thời gian còn lại liền để bọn hắn ở chỗ này câu cá không nói câu bao nhiêu con cá cũng không nói câu được lúc nào thì vương trường sinh nín thở ngưng thần ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ một cái hồng sắc linh ngư tại lưới câu phụ cận bồi hồi tựa hồ có chút hiếu kỳ Uông Như Yên ngồi tại vương trường sinh bên người, khí định thần nhàn. Một trận gió nhẹ thổi tới, dây câu nhẹ nhàng lắc lư, hù chạy linh ngư. Ninh Lan cổ tay rung lên, dây câu một trận cuồng vũ, chưa có thể cuốn lấy một cái linh ngư, ngược lại hù chạy phụ cận linh ngư. Không chung nổi lơ lửng mười mấy tấm truyền âm phù, liễu triệt coi như không thấy. Triệu Hồng nhìn qua trong hư không truyền âm phù, trao mày, thận trọng nói ra, liễu sư thúc, phải không người nhìn một chút là ai gửi tới vạn nhất là trưởng môn sư tổ gửi tới đây. Liễu triệt từ trong ngực lấy ra nhất mặt linh quang lấp lóe không ngừng pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Liễu sư điệt, tranh lệch thời gian không nhiều lắm, dẫn bọn hắn tới tổ sư điện chọn lựa bảo vật đi. Là, Trần Sư Thúc, Liễu triệt đáp ứng, thu hồi pháp bàn, hắn nhìn về phía triệu hồng chờ nhân, hỏi các ngươi có cái gì cảm ngộ a? À? Lấy tĩnh chế động, không kiêu không gấp mới có thể trí thắng. Cắt không thể lòng tham, tham niệm hại chết nhân, không nên bị giả tượng lừa bịp, gặp chuyện nghĩ lại mà làm sao. Vương Trường Sinh chờ nhân nhao nhao nói ra cái nhìn của mình, kiến giải các vị bất đồng. Toàn bộ sai, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, người chết là không biết nói chuyện, chính có còn sống rời đi Huyền Linh động thiên mới có tương lai, quy củ là chết, người là sống. Liễu Triệt không chút khách khí nói, sống là trọng yếu nhất, mà không phải bảo vật. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, âm thầm gật đầu. Tốt thời gian không còn sớm, chúng ta đi qua đi. Liễu triệt phất phất tay, mang theo bọn hắn rời đi. Đến đến tổ sư điện, Lý Thiến đám người đã chờ đã lâu, Trần Nguyệt Dĩnh cũng ở tại chỗ, bất qua Tống Nhất Minh còn không có đi ra. Liễu triệt chờ nhân nhao nhao hướng Trần Nguyệt Dĩnh hành lễ, xếp hàng đứng vững. Một tên bụng vệ áo bào đỏ lão giả đứng tại Trần Nguyệt Dĩnh bên cạnh, áo bào đỏ lão giả ngực treo một chuỗi hồng sắc pháp châu, hai mắt nhỏ bé, không nhìn thấy cổ, trắng trắng mập mập, như đồng nhất tòa núi thịt, Trần Sư muội hai vị này chính là từ hạ giới phi thăng vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt A. Thần thức tu luyện không sai, áo bào đỏ lão giả ánh mắt rơi vào vương trường sinh cùng Uông Như Yên trên thân, vừa cười vừa nói. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, còn không mau bái kiến Lý Sư Bá. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, vương trường sinh cùng Uông Như Yên liền vội vàng tiến lên hai bước, không mình hành lễ, nói, đệ tử bái kiến Lý Sư Bá. Áo bào đỏ lão giả họ Lý danh diễm, hợp thể trung kỳ, lý diễm vật gật đầu nói đáng tiếc các ngươi nếu như bái ta làm thầy lão phu ngược lại là có thể truyền thụ cho các ngươi một bộ công pháp đặc biệt thích hợp thần thức cường đại tu sĩ tu luyện đa tạ lý sư bá hảo ý chúng ta càng ưa thích trần sư tổ vì chúng ta chọn lựa công pháp vương trường sinh cung kính thanh âm trần nguyệt dĩnh hài lòng nhẹ gật đầu phất phất tay để bọn hắn đứng vững tống nhất minh đi đến vẻ mặt nghiêm túc hắn lấy ra mười mấy mặt linh quang lòe lòe pháp bàn đưa cho triệu hồng cùng mã thiên thiên nói ra, những bảo vật này chính các ngươi chọn, mỗi người một kiện thông thiên linh bảo cùng một kiện thông thiên linh bảo, một chương lục giai phù triện cùng một bình liệu thương đan dược, đan dược thống nhất cấp cho, bảo vật cùng phù triện tự mình chọn. Triệu Hồng cùng Mã Thiên Thiên đem dư thừa pháp bàn đưa cho cái khác nhân, riêng phần mình chọn lựa. Pháp bàn bên ngoài là một thanh kim quang lóng lánh loan nhận, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ kim lão đao, dùng ngũ giai thượng phẩm kim dược bức răng nhanh luyện chế mà thành, một khi trả phá ra, hội hút khô máu tươi của địch nhân. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng hoạt động pháp bàn, kim sắc loan đao biến thành nhất mặt hắc sắc tấm chắn, bên cạnh cũng có một hàng chữ nhỏ. Hắn một trận khoa tay, phát hiện có hơn 100 kiện bảo vật cung bọn hắn chọn lựa, phi hành, phòng ngự, công kích hoặc là phụ trợ đều có. Vương Trường Sinh trên người bảo vật không ít, phi hành, phòng ngự, công kích, phụ trợ đều có, bình thường thông thiên linh bảo, hắn thật đúng là trướng mắt. Hắn chọn lựa một kiện phụ trợ loại thông thiên linh bảo kim minh bội, có thể suy yếu âm ba công kích, khắc chế âm luật thần thông, còn có một chương lục giai phù triện độn thiên phù, độn thuật phù. Uông Như Yên cũng là chọn lựa một kiện phụ trợ loại thông thiên linh bảo lưỡng nghi tán, có thể suy yếu lôi hệ công kích huy lực, khắc chế lôi tu hoặc là lôi thuộc tính yêu thú, còn có một chương lục giai phù triện cửu cung hóa lung phù, khốn địch phù triện, cho dù là luyện hư tu sĩ bị khốn trụ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát khốn. Trừ cái đó ra, bọn hắn các đạt được một bình kim lân ngọc dương đan, liệu thương đan dược. Vương Trường Sinh đạt được một bộ ngũ giai thượng phẩm trận pháp, Triệu Hồng cùng Tôn Yên các đạt được một bộ lục giai trận pháp. Tống Nhất Minh cho mỗi nhân phát một tấm bản đồ, đây là trấn hải cung đệ tử đã dò xét qua địa phương, có nhất định giá trị tham khảo. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét địa đồ, nhớ kỹ một chút đánh dấu hiểm địa địa phương. Các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai xuất phát, từ Trần sư muội cùng Lý sư đệ dẫn đội. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, "Là, trưởng môn sư tổ" vương trường sinh chờ nhân trăm miệng một lời đáp ứng thanh âm tại tổ sư điện quanh quẩn vương sư điệt uông sư điệt các ngươi đến một chuyến chỗ ở của ta có chuyện nói với các ngươi trần nguyệt dĩnh thanh âm tại vương trường sinh cùng uông như yên vang lên bên tai vương trường sinh cùng uông như yên vội vàng đáp ứng rời đi tổ sư điện sau bọn hắn thẳng đến trần nguyệt dĩnh nơi ở mà đi đến trần nguyệt dĩnh nơi ở bọn hắn phát hiện triệu hồng cùng tôn yên cũng tại trần nguyệt dĩnh cũng không nói nhảm lấy ra bốn tờ địa đồ phái phát cho bọn hắn. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, thần sắc như thường. Trần Nguyệt Dĩnh cho địa đồ cùng Tống Nhất Minh cho địa đồ có chỗ bất đồng, nhiều rất nhiều địa điểm, tiêu chú rất nhiều hiểm địa, điều này nói rõ liếu triệt che giấu không ít chuyện, phi thăng phái đều làm như thế, bản thổ hệ phái cũng giống vậy. Các ngươi không nên cảm thấy kinh ngạc, Lý Sư Huynh bọn hắn cũng là làm như vậy, giấu giếm một chút có trọng yếu tu tiên tài nguyên địa phương, thuận tiện hệ phái mình đệ tử tầm bảo, các ngươi chủ yếu tìm tới ba món đồ, đầu tiên là cửu lôi trúc, thứ hai là huyền quang chân thủy, đệ tam là nguyên từ thần tinh, trọng yếu nhất chính là cửu lôi trúc, mang về này ba món đồ, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc là Trần Sư Tổ, vương trường sinh bốn người chăm miệng một lời đáp ứng, điều kiện cho phép, bọn hắn ngược lại là có thể làm như vậy. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra bốn cái hộp ngọc, phân cho vương trường sinh bốn người, mỗi cái trong hộp ngọc các có hai tấm lục giai phù triện. Các ngươi là người của ta, cái khác nhân tựu không nhất định, Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, không cho phép tiết lộ nửa chữ." Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí mang theo vài phần túc sát chi khí. Vương Trường Sinh bốn người liên thanh đáp ứng, nhận hộp ngọc. "Tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, đem bảo vật tế luyện, hàng đầu tổ sư điện tập hợp." Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, Vương Trường Sinh bốn người khom người lui ra. Chương 2114: Tinh anh tụ tập, dị tộc xuất động. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên các đi vào luyện công thất, tế luyện bảo vật. Thời gian một ngày, trôi qua rất nhanh, vừa dạng sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sớm tới đến tổ sư điện, Tống Nhất Minh đứng tại trước người của bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi cẩn thận một chút, hy vọng các ngươi đều bình yên trở về, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, là, trưởng môn sư tổ, chúng đệ tử chăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm tại tổ sư điện quanh quẩn không dứt. Lý Diễm tay phải vừa nhấc, một đạo hồng quang bay ra, Rõ ràng là một chiếc hơn trăm trượng dài hồng sắc cự thuyền, thân thuyền bên ngoài khắc lấy vô số hồng sắc phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người hỏa linh khí ba động, có thể nhìn thấy thiên diễm hai cái chữ to, cái này một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Đi thôi, ta chiếc này thiên diễm chu tốc độ vẫn tương đối nhanh. Lý Diễm nói một tiếng, dẫn đầu bay đi lên, Trần Nguyệt Dĩnh theo sát phía sau. Chúng tu sĩ lần lượt nhảy đến thiên diễm chu, Lý Diễm pháp quyết vừa bấm, thiên diễm chu lập tức hồng quang đại phóng, hướng về không trung bay đi tiêu thất ở chân trời. Kim Diệp Đảo, Lý Gia, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn màu xanh quảng trường, Lý Gia Gia chủ Lý Nguyệt Đường đứng tại 10 tên hóa thần tu sĩ phía trước, biểu lộ nghiêm túc. Huyền Linh Động Thiên mở ra, cái này chúng ta Lý Gia một cơ hội, hy vọng các người đều có thể lấy được cơ duyên không nhỏ, bình yên trở về. Lý Nguyệt Đường nghiêm nghị nói, Lý Gia có thể có hiện tại, không thể rời đi huyền thanh phái nâng đỡ, nhưng cũng không thiếu được Lý Gia lịch đại tiền bối cố gắng. Lý gia tiên tổ đã từng từng tiến vào huyền linh động thiên, vơ vét đến không ít tu tiên tài nguyên, về sau thành lập gia tộc, chính là bằng vào những này tu tiên tài nguyên, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Những năm này, Lý gia không ngừng thu thập tiến nhập huyền linh động thiên chìa khóa, miễn cưỡng thu thập được 10 chuôi chìa khóa. Lý Nguyệt Đường hy vọng tộc nhân thu thập nhiều đến một chút tu tiên tài nguyên, đặc biệt là suy yếu đại thiên kiếp bảo vật, đôi này bất kỳ thế lực nào tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Là, gia chủ, Lý gia tử đệ chăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm chấn động vân tiêu. Một tên có chút lưng còng kim bào lão giả tế ra một chương kim quang lóng lánh họa trục, ở giữa không trung nhất triển mà ra, nhảy lên, lý gia tử đệ lần lượt đi theo. Nguyệt đường, chờ tin tức tốt của chúng ta đi, đi, kim bào lão giả pháp quyết vừa bấm, kim sắc họa trục lập tức kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Một chiếc dài hơn 10 trường hồng sắc phi chu nhanh chóng lướt qua không trung tốc độ cực nhanh. Một đám bên ngoài thân trải rộng hồng sắc linh văn, đôi mắt xích hồng dị tộc đứng tại hồng sắc phi chu thượng diện cầm đầu là một tên giá người bốc lửa váy đỏ thiếu phụ cao đứng thẳng núi non gạt ra một cái thâm thúy khe rãnh huyền linh động thiên mở ra các người tận khả năng ít cùng nhân tộc phát sinh xung đột nhất định phải đem món đồ kia mang ra váy đỏ thiếu phụ lạnh giọng nói là viêm trường lão đông đảo dị tộc miệng đầy đáp ứng không có qua bao lâu hồng sắc phi chu tự tiêu thất ở chân trời không thấy cơ hồ là cùng một thời gian các thế lực lớn cùng cá biệt dị tộc nhau nhau phái ra tinh nhuệ, chạy tới huyền linh động thiên vị trí. Huyền Quang Thành ở vào nhân tộc biên giới, dài trăm vạn dặm, tường thành có hơn 500 trưởng cao, quanh năm có nhiều vị hợp thể tu sĩ tỏa chấn, còn có hơn trăm vạn tu sĩ tụ tập ở đây, cái này biên thành một trong, cũng là nhân tộc chống cự dị tộc một đạo trọng yếu phòng tuyến. Hơn 500 000 năm trước, tại đây còn là dị tộc địa bàn, huyền linh thiên tôn lấy đại thần thông bình định nơi đây dị tộc, vì nhân tộc mở mang bờ cõi. Huyền Linh Thiên Tôn đối Huyền Linh Đại Lục lớn nhất công tích là mở mang bờ cõi cùng thành lập Huyền Linh Động Thiên, mà Huyền Linh Động Thiên chính là ở đây. Cách mỗi hơn 3.000 năm, Huyền Linh Động Thiên liền sẽ mở ra một lần, có chìa khóa tại tay, còn phải hợp thể tu sĩ thi pháp, hóa thần tu sĩ liền có thể đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Kim Đỉnh Trân Quân là tỏa chấn Huyền Quang thành hai vị hợp thể tu sĩ một trong, tu đạo hơn hai vạn năm, hợp thể trung kỳ. Huyền Quang Điện, Kim Đỉnh Trân Quân ngồi ở chủ vị lên, một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán ngay tại hướng hắn hồi báo là cái gì. Lại có dạ xoa tộc nhân ẩn hiện, tăng cường đề phòng, đừng để bọn hắn thừa dịp huyền linh động thiên mở ra nháo sự, lần trước chính là bài học thất bại. Kim đỉnh chân quân phân phó nói, ngữ khí trầm trọng. Mỗi khi huyền linh động thiên mở ra, các thế lực lớn đều sẽ phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, cái này cũng thành vi huyền linh đại lục một đại thịnh sự, thậm chí có truyền ngôn, huyền linh động thiên bên trong có luyện chế huyền thiên chi bảo vật liệu, dị tộc cùng nhân tộc phát động nhiều lần đại chiến, ở mức độ rất lớn là bởi vì huyền linh động thiên. Ai cũng suy nghĩ nhiều phái một chút nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, nhiều vơ vét một chút bảo vật. Là, sư phó, kim sam đại hán miệng đầy đáp ứng, hắn bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một kiện linh quang lòe lòe la bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, thượng diện xuất hiện một hàng chữ lớn. Sư phó, Trấn hải cung, vạn linh môn người tới. Kim sam đại hán nghiêm mặt nói, kim đỉnh chân quân gật gật đầu, hóa thành một đạo kim sắc độn quang bay ra ngoài. Một chiếc hơn trăm trượng dài hồng sắc phi chu cùng một đầu hai cánh triển khai có hơn nghìn trượng đại kim sắc cự bằng rừng ở không trung, hồng sắc phi chu cùng kim sắc cự bằng thượng diện đều đứng đấy không ít tu sĩ. Kim sắc cự bằng trên lưng, một tên ngũ quan anh tuấn bạch y nho sinh đứng tại phía trước nhất, hai tay để sau lưng, tóc dài phất phới. Trần Đạo Hiếu, Lý Đạo Hiếu, Vạn Đạo Hiếu, các người cuối cùng là đến. Kim đỉnh chân quân vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiện. Kim Đạo Hiếu, Tôn Đạo Hiếu, Lôi Đạo Hiếu bọn hắn đã tới chưa? Trần Nguyệt Dĩnh trên mặt nụ cười hỏi, Kim Đỉnh Trân Quân gật đầu nói, đã đến, còn kém cửu diễm môn tiền Đạo Hiếu. Tiền Đạo Hiếu đến, Lý Diễm quay đầu hướng về chân trời nhìn lại, Kim Đỉnh Trân Quân cùng Trần Nguyệt Dĩnh nhao nhao hướng về chân trời nhìn lại. Một lát sau, một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Thanh quang rõ ràng là một đoàn thiêu đốt trạng màu xanh đám mây, một đội tu sĩ đứng ở phía trên, một tên sắc mặt hồng nhuận, cái tử mập lùn thanh bảo lão giả đứng tại màu xanh đám mây thượng diện. Nhiều năm chưa thấy, Lý Đạo Hữu thần thức càng ngày càng mạnh. Kim đỉnh chân quân hơi kinh ngạc nói, Lý Diễm cười hắc hắc, không nói gì thêm. Trần Nguyệt Dĩnh thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhìn tới tất cả mọi người đến đông đủ, sớm một chút tiến nhập Huyền Linh động thiên tầm bảo cũng tốt. Bạch Y Nho sinh đề nghị, các ngươi một đường chạy đến, đã rất vất vả, trước nghỉ ngơi thật tốt đi qua mấy ngày sẽ cùng nhau đi vào đi kim đỉnh chân quân phất phất tay kim sam đại hán mang theo một đội tu sĩ tới nghênh đón an trí tam đại thế lực tu sĩ non nửa khắc sau phương trường sinh các loại nhân xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu trong trang viên đuổi đến lâu như vậy con đường các ngươi cũng vất vả nghỉ ngơi thật tốt đi qua mấy ngày liền tốt an bài các ngươi tiến nhập huyền linh động thiên các ngươi không nên chạy loạn trần nguyệt dĩnh phân phó nói là trần sư tổ Vương Trường Sinh các loại nhân chăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào nhất tọa yên lặng viện lạc, trong nội viện có nhất tỏa hai tầng cao màu xanh gác lửng, gác lửng phụ cận trồng một chút màu xanh linh trúc. Bọn hắn đi vào một gian luyện công thất, đả tọa điều tức. Chương 2115, tiến nhập Huyền Linh động thiên, đầu gặp lục gia yêu thú. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong một gian mật thất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên một chương truyền âm phù bay tiến đến ngừng ở trước mặt bọn họ vương trường sinh cùng uông như yên gần như đồng thời mở hai mắt ra một đạo lam quang theo vương trường sinh trên tay bay ra chính xác đánh chúng vào truyền âm phù ninh lan thanh âm vang lên theo vương sư đệ trần sư tổ triệu tập chúng ta muốn tiến vào huyền linh động thiên vương trường sinh cùng uông như yên khởi thân đứng lên cùng đi ra ngoài ninh lan đứng tại cổng nhìn thấy vương trường sinh cùng uông như yên trên mặt của hắn lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung vương trường sinh là tổ trưởng xem như ninh lan người lãnh đạo trực tiếp lại thêm phi thăng tu sĩ thân phận ninh lan vẫn tương đối kính trọng vương trường sinh cùng uông như yên ninh sư huynh chúng ta đi qua đi đừng để trần sư tổ đợi lâu vương trường sinh xông ninh lan cười cười ba người cùng một chỗ hướng về chủ viện đi đến 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 chủ viện trần nguyệt dĩnh cùng lý diễm đều không hề lộ diện bất quá triệu hồng đám người đã đến vương trường sinh ba người vội vàng đứng vững chờ đợi trần nguyệt dĩnh cùng lý diễm một lát sau Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lý Diễm theo trong lầu các đi ra. Có một tin tức tốt cùng nhất cái tin tức xấu, tin tức tốt là Huyền Linh Động Thiên muốn mở ra, kỳ hạn nửa năm, các ngươi chỉ có thể là vơ vét tu tiên tài nguyên, đặc biệt là cao năm linh dược, tin tức xấu là đã có dị tộc trước thời hạn tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, bất quá đều là hóa thần kỳ, các ngươi cắt không thể chủ quan, các ngươi muốn đặc biệt chú ý tinh hỏa tộc cùng giả dạ xoa tộc người, bọn hắn khó đối phó. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí trầm trọng, Triệu Hồng mấy người nhân nghe xong lời này, thần sắc khác nhau. Huyền linh đại lục có ngũ cái chủng tộc thực lực tối cường, nhân tộc là một cái trong số đó, dạ xoa tộc cùng tinh hỏa tộc thực lực không so nhân tộc yếu bao nhiêu, nó bên trong tinh hỏa tộc quật khởi thời gian hơi ngắn, bất quá tinh hỏa tộc thần thông không yếu, 10 phần khó chơi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, dị tộc phách đi vào huyền linh động thiên nhân không sẽ quá nhiều, tổng thể tới nói, nhân tộc hóa thần còn là nhiều nhất, đối mặt dị tộc, lẽ ra đoàn kết hỗ trợ, bất quá đồng môn mới có thể tin được, mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, đồng môn tự giết lẫn nhau giết không tha, có biết không? Lý Diễm Ngữ khí mang theo vài phần túc sát chi khí. Là, Lý Sư Tổ, vương trường sinh mấy người nhân nhau nhau đáp ứng, đến nỗi nghe không nghe lọt tai, vậy liền xem bọn hắn người. Lên đường đi, thời gian không còn sớm, Trần Nguyệt Dĩnh phất phất tay, đám người hướng về không trung bay đi. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tỏa vàng son lộng lẫy trong cung điện, đại điện có hơn trăm mẫu lớn nhỏ, nóc nhà khai ra thập mẫu hình vuông thiên song, tụ tập mấy trăm tên tu sĩ, dựa theo thế lực tụ tập cùng một chỗ, hợp thể tu sĩ có hơn 20 người, hóa thần hơn 200 người. Huyền Thanh phái thực lực tối cường, chìa khóa nhiều nhất, phái ra 40 tên hóa thần, cá biệt thế lực chính có hai cái chìa khóa, phái ra hai tên hóa thần tu sĩ. 108 cây bắt mắt ngọc thạch trụ lớn chống lên đại điện, ngọc trụ chạm trổ tinh xảo. Tại thiên song phía dưới, có nhất tòa vạn trường lớn nhỏ truyền tống trận, thượng diện đều có ngàn cái lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều có nhất khối thượng phẩm linh thạch. Tốt, tranh lệch thời gian không nhiều lắm, đem bọn hắn đưa vào đi thôi. Hy vọng bọn họ có thể có đại thu hoạch, tốt nhất đem dị tộc làm thịt, đoạt lại những cái kia chìa khóa. Bạch Y Nho sinh thúc giục nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Kim đỉnh chân quân nhẹ gật đầu, phân phó nói, Trấn hải cung, vạn linh môn, lý gia, huyền thanh phái lũ tiểu gia hỏa, nhanh đứng ở truyền tống trận lên, đeo lên chìa khóa. Vương trường sinh mấy người nhân nhao nhao lên tiếng, các lấy ra một mai hình trăng khuyết kim sắc ngọc bội, đeo ở ngực. Đây là bọn hắn tiến xuất huyền linh động thiên chìa khóa, nếu như chìa khóa bị hủy, bọn hắn cũng liền vô pháp rời đi huyền linh động thiên, dựa theo dĩ vãng ví dụ, bị vây ở huyền linh động thiên tu sĩ, chỉ có một con đường chết, huyền linh động thiên bên trong có không ít lục gia yêu thú. Kim đỉnh chân quân lấy ra một mai hình vuông lệnh bài màu vàng óng, rót vào pháp lực, lệnh bài màu vàng óng lập tức sáng rõ, một đạo chói mắt kim quang bay ra, chui vào truyền tống trận không thấy. Sau một khắc, truyền tống trận đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên vô số huyền ảo phù văn, 18 cây thô to ngọc trụ nhao nhao sáng rõ, hiện ra thanh long, kim phượng hỏa kỳ lân các loại dị thú đồ án. Vương Trường Sinh bọn người trên thân kim sắc ngọc bội nhao nhao sáng lên một trận chói mắt kim quang, các thả ra một đạo chói mắt kim quang, bao lại toàn thân bọn họ. Một đạo chướng mắt kim sắc linh quang phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu, hư không vặn vẹo biến hình, vỡ ra đến, xuất hiện một đạo khe nước to lớn, kim quang chui vào nó bên trong không thấy. Kim sắc linh quang tán đi, vương trường sinh mấy người cũng biến mất không thấy. Huyền linh động thiên, nhất chỗ bí ẩn địa hạ động quật. Một đầu tiểu sơn lớn nhỏ màu xanh cự hổ ghé vào nơi hẻo lánh, cách đó không xa mặt đất tán lạc một chút hài cốt, cự hổ cái đuôi dài, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ thiếp đi. Cự hổ trên lưng có một đôi cánh thịt, dưới bụng có một vết máu khủng bố, trên người có không ít màu nâu cục máu, tựa hồ vừa mới trải qua một tràng chém giết hư không bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang vương trường sinh vừa hiện mà xuất một đạo dày đặc kim quang cháo ở vương trường sinh toàn thân vương trường sinh vừa mới lộ diện thần thức mở rộng mỗi một vị tu sĩ xuất hiện tại huyền linh động thiên vị trí không giống huyền linh động thiên đặc biệt lớn bọn hắn càng đem sẽ ở huyền linh động thiên mốc thời gian nửa năm lục gia yêu thú vương trường sinh khóe miệng co giật một cái vận khí của hắn cũng quá củ chuối đi đi cơ hồ là vương trường sinh lộ diện trong nháy mắt màu xanh cự hổ lập tức mở cặp mắt ra. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gào thét, đại lượng toái thạch theo mặt đất rụng xuống, một cỗ cường đại khí lưu trống giống hiển hiện, Vương Trường Sinh không bị khống chế hướng về màu xanh cự hổ miệng bay đi. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, lật tay lấy ra Huyền Phong Kỳ, đây là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, được từ Huyền Linh Động Thiên. Dùng Vương Trường Sinh hóa thần hậu kỳ tu vi, tự nhiên vô pháp phát huy ra Huyền Phong Kỳ toàn bộ uy lực hắn huy động huyền phong kỳ, thả ra một mảnh thanh mông mông hào quang, bao lại tự mình, lập tức ngừng lại. Huyền phong kỳ là phong thuộc tính bảo vật, khắc chế phong thuộc tính thần thông. Vương trường sinh song quyền sáng lên trói mắt lam quang, hai tay khẽ động, hư không truyền đến một trận trói tai phá không thanh âm, hai cái to lớn lam sắc quyền ảnh bay ra, hư không vặn vẹo biến hình. Lam sắc quyền ảnh còn không có đánh trúng màu xanh cự hổ, màu xanh cự hổ hóa thành một trận gió nhẹ, biến mất không thấy. Sau một khắc, màu xanh cửa hổ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng vương trường sinh phần lưng màu xanh cánh thịt vỗ không ngừng đúng lúc này vương trường sinh thân ảnh nhất cái mơ hồ nhất hóa thập hướng về phương hướng khác nhau bay đi màu xanh cửa hổ phun ra một cỗ màu xanh hào quang bao lại năm tên vương trường sinh năm tên vương trường sinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ chui vào màu xanh cửa hổ miệng trong biến mất không thấy hai cánh của nó hung hăng một cái trên trăm đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất hướng về cái khác vương trường sinh kích xạ mà đi, năm tên vương trường sinh bị gió lốc rào sát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Màu xanh cử hổ phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về bên ngoài bay đi. Địa hạ ngoài hang động mặt bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang, hiện ra vương trường sinh thân ảnh. Vương trường sinh sử dụng hải thị thận lâu này nhất thần thông, lừa qua lục gia yêu thú, bất quá đây chỉ là tạm thời. Huyền linh động thiên bên trong không có cấm bay cấm chế, bất quá có không ít cường đại lục gia yêu cầm, hắn cũng không dám vận dụng thanh loan chu chạy trốn. Pháp lực của hắn điên cuồng rót vào huyền phong kỳ, mặt cờ lập tức sáng rõ, hướng về sau lưng địa hạ động quật hung hăng lắc một cái, một mảng lớn thanh mông mông hào quang bao phủ mà xuất, bao lại địa hạ động quật lối vào. Vương trường sinh thả ra song đồng thử, song đồng thử phát ra nhất thanh bén nhọn chít chít thanh âm, hình thế tăng vọt, thả ra một mảnh trói mắt hoàng quang, bao lại vương trường sinh, một người một thú chui vào lòng đất không thấy một tiếng vang thật lớn màu xanh hào quang vỡ vụn màu xanh cửa hổ bay ra hai cánh của nó hung hăng một cái cuồng phong đột khởi tại một tràng tiếng xé gió bên trong vô số đạo thanh mông mông phong nhận bao phủ mà xuất chém về phía mặt đất trên trăm đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất hướng xuống đất kích xạ mà đi tiếng oanh minh không ngừng phương viên mấy chục dặm mặt đất biến thành phế tích bụi đất bay đầy trời vô số đại thụ che trời hóa thành mảnh vụn màu xanh cửa hổ không am hiểu thổ đột tăng thêm nó trước đó không lâu nhận qua thương, phát thiết nhất thông, đem phương viên hơn 10 giảm hóa thành phế tích phía sau, lại trở về sao huyệt. chương 2116, tinh hỏa tộc kim hỏa, dạ xoa tộc huyện âm. Một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc, không ngừng truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn, đất rung núi chuyển, giống như địa chấn. Âm ầm nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàn vang lên, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm tại sơn cốc trên không dâng lên, liệt diễm bao phủ ra, nhanh chóng khuếch tán, hỏa thế nhanh chóng lan tràn, phương viên vài dặm bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, đại lượng thực vật hóa thành cho tàn, đất đá bị đốt nứt. Một đạo lam quang từ biển lửa bên trong bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân lam sắc cự hạt, cự hạt sau lưng mọc lên hai đôi lam sắc bạc xí, song kìm to lớn vô cùng, con người màu xanh lam tràn đầy vẻ sợ hãi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử vang lên, biển lửa bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại nắm đấm màu đỏ, Tản mát ra cao kinh người ấm, chính xác đập vào cự hạt trên thân. Âm ầm, không sắc hỏa quyền nổ bể ra đến, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm che mất cự hạt thân ảnh, cự hạt bên ngoài thân toát ra vô số lam sắc hàn khí, hỏa diễm nhanh chóng tán loạn. Đúng lúc này, ba đạo chói tai tiến tiếng gào vang lên, ba đạo kim quang từ sơn cốc bên trong bay ra, trong nháy mắt đến lam sắc cự hạt trước mặt. Lam sắc cự hạt phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh thanh, bên ngoài thân tách ra chướng mắt lam quang đồng thời bên ngoài thân tuôn ra vô số lam sắc hàn khí bên ngoài thân trong nháy mắt có thêm một tầng thật dày lam sắc tầng băng ba đạo kim quang tiếp xúc đến lam quang giống như bị định trụ bình thường Chỉ trệ không tiến rất nhanh lam quang vỡ vụn ba đạo kim quang đánh vào lam sắc tầng băng thượng diệt lam sắc tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên lam sắc cửa hạt thân thể tự đốt đốt không còn sót lại một chút cặn một tên dáng người khôi ngô thanh niên từ sơn cốc đi ra Thanh niên dùng hồng sắc gia thú làm quần áo, bên ngoài thân trải rộng hồng sắc linh văn, đôi mắt là kim hồng sắc, mi tâm có một cái kim sắc hỏa diễm đồ án, nhìn nó khí tức, rõ ràng là hóa thần đại viên mãn. Kim hỏa, tinh hỏa tộc phái nhập huyền linh động thiên tinh anh tử đệ. Hắn vẫy tay một cái, ba đạo kim quang bay trở về, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, cổ tay nhoáng một cái, kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên biến mất không thấy. Kim hỏa hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc rừng rậm, một tên dáng người mập lùn kim sam thanh niên cùng một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu phụ ngay tại vây công đến trăm vạn mà tính hắc sắc yêu kiến. Hắc sắc yêu kiến sau lưng mọc lên tứ cánh, một đôi liêm đao vậy kim sắc răng nhanh lộ ra ngoài, còn có một đôi liêm đao vậy đường cánh tay, nhìn hung tàn không gì sánh được. ống tay áo của bọn hắn lên đều có một cái kim sắc lá cây đồ án, hiển nhiên là kim diệp đảo lý gia tử đệ. Vận khí của bọn hắn không sai, cách xa nhau không xa sử dụng cảm ứng bí thuật tụ tập lại một chỗ. Hai người đều có hóa thần hậu kỳ tu vi, kim sam thanh niên trong tay cầm một cái linh quang lòe lòe kim sắc quạt lông, nhẹ nhàng một cái, kim sắc quạt lông bỗng nhiên phủ văn sáng rõ, thả ra một mảnh kim sắc hỏa diễm, hắc sắc yêu kiến chạm đến kim sắc hỏa diễm, lập tức hôi phi yên diệt. Váy đỏ thiếu phụ tế ra một quả bồ câu trứng lớn nhỏ hồng sắc viên châu, thả ra một trận hồng sắc hào quang, bao hắn lại nhóm, hắc sắc yêu kiến đâm vào hồng sắc hào quang thượng diện, như giống đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc sắc yêu kiến số lượng càng ngày càng ít, kiến vương ý thức được không ổn, phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh thanh, hạ xuống đầu liền chạy. Đúng lúc này, kim sam thanh niên trong tay kim sắc quạt lông lập tức sáng rõ, một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, hư không vặn vẹo biến hình, cỏ dại cây cối tự đốt. Kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng kim sắc hỏa dao, nhào về phía kiến vương. Kiến vương cảm nhận được kim sắc hỏa giao tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, tự nhiên không dám đón đỡ, còn chưa kịp tránh đi, một cỗ hồng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại này yêu. Kim sắc hỏa giao mở ra huyết bồn đại khẩu, đem kiến vương nuốt xuống, nó xông vào bầy kiến bên trong, hắc sắc yêu kiến chạm đến kim sắc hỏa giao, lập tức hồi phi yên diệt. Đã mất đi kiến vương chỉ huy, hắc sắc yêu kiến chạy trốn tư phía. Kim sam thanh niên pháp quyết vừa bấm, kim sắc hỏa giao phun ra đốt cháy khét kiến vương khí tức hoàn toàn không có. Hắc tinh nghĩ, này trùng yêu kiến phòng ngự rất mạnh, rất khó diệt sát, tốt tại ta có cái này kim viêm phiến, nếu không nói không chừng muốn nằm tại chỗ này. Kim Sam thanh niên thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới nhân tộc nhanh như vậy cũng tiến vào, thật lâu chưa từng ăn qua hóa thần tu sĩ Nguyên Anh A. Một đạo âm lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hắc sắc độn quang từ trên trời giáng xuống, một tên thân cao năm trượt, mặt xanh nanh vàng hình người quái vật xuất hiện trên mặt đất, quái vật hình người trên đầu có một đôi hắc sắc sừng nhọn, đôi mắt là màu xanh biếc, sau lưng sinh ra một đôi to lớn hắc sắc cánh thịt, có thể thấy rõ mạch máu, dữ tợn kinh khủng. Dạ xoa tộc, kim sam thanh niên hoảng sợ nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Dạ xoa tộc là huyền linh đại lục tối cường ngũ cái chủng tộc một trong, tàn bạo khát máu, nhục thân cường hán, sức khôi phục rất mạnh. Cơ hồ là dạ xoa tộc hiện thân trong nháy mắt, đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một quả lớn chừng quả đấm tam sắc viên châu bỗng nhiên xuất hiện tại dạ xoa tộc đỉnh đầu, quay tít một vòng phía sau, thùy buông xuống một cỗ tam sắc hào quang, bao lại dạ xoa tộc. Kim sam thanh niên trong tay kim viêm phiến lập tức kim quang phóng đại, thả ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa vân, đập vào dạ xoa tộc trên thân. Ầm ầm tiếng vang, kim sắc hỏa diễm che mất dạ xoa tộc thân ảnh, toát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức, phương viên vạn trượng đều bị kim sắc hỏa diễm che mất mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan váy đỏ thiếu phụ ngọc thủ vừa nhấc một mai hồng sắc tiểu ấn bay ra trong nháy mắt phồng lớn đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ mang theo một trận nổ thật to thanh âm đánh tới hướng dạ xoa tộc dạ xoa tộc nhục thân rất cường đại phổ thông thông thiên linh bảo khó mà diệt sát trọng lượng hình bảo vật tương đối khắc chế dạ xoa tộc nhất thanh bén nhọn trói tai tiếng gào thét vang lên hư không vặn vẹo biến hình mặt đất bỗng nhiên vỡ ra đến từng cây từng cây đại thụ che trời bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh gỗ vụn, từng khối đất đá bùng nổ. Kim Sam thanh niên cùng váy đỏ thiếu phụ không hẹn mà cùng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhật xuống tới. Không sắc cự ấn còn không có hạ xuống, liền bay ngược ra ngoài. Một đầu đen nhánh hắc sắc cự chảo bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, vồ xuống dưới. Một tiếng vang trầm, hồng sắc hào quang chắn hắc sắc cự chảo, linh quang ảm đạm xuống. Một cỗ gió thanh thổi qua, dạ xoa tộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đen nhánh lợi chảo đơn giản xé mở hồng sắc hào quang, hướng về cổ của bọn hắn vung lên, đầu của bọn hắn lăn một vòng mà rơi, máu chảy như suối, thi thể không đầu trong nháy mắt ngã xuống. Hai cái mini nguyên anh ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cỗ hắc sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, đem hai cái nguyên anh cuốn về giả dạ xoa tộc miệng trong không thấy. Nàng liếm môi một cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Còn là nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh dễ ăn một chút, vượt qua yêu thú huyết nhục. Dạ xoa tộc tự nhủ, huyền âm, hóa thần đại viên mãn, dạ xoa tộc phái nhập huyền linh động thiên tộc nhân một trong. Nàng lục soát đi hai tên lý gia tử đệ trên người tài vật, kiểm tra một hồi bọn hắn địa đồ, hướng về phương hướng tây bắc bay đi, tiêu thất ở chân trời. chương 2117, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhất tỏa thế núi dốc đứng cự phong, sơn thượng trải rộng màu xám trắng thạch đầu, thảm thực vật thưa thớt, nhìn có phần hoang vu đỉnh núi có một gốc cao hơn trăm trượng kim sắc quả thụ, trên cây treo hơn 20 khỏa vàng óng ánh hình bầu dục trái cây, một đầu hai cánh triển khai có hơn 10 trượng đại màu xanh ly điều ngay tại điên cuồng công kích một gốc cao hơn ngàn trượng đại thụ che trời. Đại thụ che trời toàn thân kim sắc, cành lá rậm rạp, tán cây to lớn vô cùng. Một tên thân cao chín thước kim sam thanh niên đứng dưới tảng cây, ngũ quan đoan chính, bạch bạch tĩnh tịnh, đôi mắt mơ hồ chiếu dọi suốt một trận kim quang, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Nghiêm lâm lang, hóa thần đại viên mãn, huyền thanh phái đệ tử tinh anh. Màu xanh ly điều hai cánh hung hăng một cái, một đạo đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất, đánh vào kim sắc trên đại thụ, truyền ra một trận khanh khanh tiếng kim thiết chạm nhau, một chiếc lá đều không có rơi xuống. Kim sắc đại thụ như vật sống, nhánh cây huy động không ngừng, như cùng một cái đầu kim sắc trường tiên, chụp về phía màu xanh ly điểu. Màu xanh ly điều phản ứng rất nhanh, đang muốn tránh đi, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, mấy ngàn đạo thô to màu xanh sợi đằng phá đất mà lên, thẳng đến màu xanh ly điều mà đi. Bộ phận màu xanh mạn đằng cuốn lấy màu xanh ly điều móng vuốt, màu xanh ly điểu vô cánh, thả ra vô số đạo màu xanh phong nhật, lần lượt đánh vào màu xanh mạn đằng thượng diệt, chỉ là chặt đứt bộ phận mạn đằng. Kim sắc nhánh cây đánh tới, nhất thanh thê lương tê minh thanh vang lên, màu xanh ly điều từ trên cao rơi xuống đất, đại lượng lông vũ rụng xuống, máu me đầm đìa, khí tức huệ oải. Kim sắc đại thụ nhánh cây bỗng nhiên kim quang đại phóng, hóa thành một cái vàng óng ánh cự nhận, đem màu xanh ly điều đầu nhất chảm mà rơi, lập tức máu chảy như suối. Một đầu mini ly điều theo thi thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, kim sắc đại thụ trụ cột bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt người, há miệng hút vào, mini ly điều không bị khống chế bay vào nó trong mồm. Nghiêm lâm lang thu hồi màu xanh ly điều thi thể, đại bước hướng về quả thụ đi đến, tháo xuống tất cả trái cây kim sắc đại thụ vụt nhỏ lại, hóa thành một tên mi thanh mục tú kim sam nam đồng, trên đầu có nhất cái mini tán cây. Đây là thuộc tinh, đã có thể hóa thành nhân hình, thần thông xa nhất bản ngũ dài yêu thú có thể so sánh. Nghiêm lâm lang thu hồi kim sam nam đồng, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Nhất tọa sơn cốc hẹp dài, cốc bên trong trải rộng vô số màu xám trắng thạch đầu, cỏ dại rậm rạp, mặt đất bỗng nhiên nâng lên nhất cái tiểu đống đất, đất đá bùng nổ vương trường sinh cùng song đồng thử phá đất mà lên. Vương trường sinh sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vai trái của hắn chỗ có một đạo kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Song đồng thử hình thể nhanh chóng thu nhỏ, thuận ống quần bò tới vương trường sinh trong ngực, giống như gặp cái gì kinh khủng đồ vật. Vương trường sinh tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một chiếc màu xanh thuyền nhỏ, hai bên trái phải cắt có nhất cái màu xanh cánh chim, như cùng một con dương cánh cao phi màu xanh loan điều, thân thuyền thượng có thể nhìn thấy thanh loan chu ba cái chữ nhỏ. Hạ phẩm thông thiên linh bảo thanh loan chu, phi hành bảo vật. Vương trường sinh nhảy đến thanh loan chu thượng diện, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh loan chu lập tức tách ra trói mắt thanh quang, sinh ra một cỗ thanh mông mông cuồng phong, thổi lên vô số toái thạch. Thanh Loan Chu hai bên trái phải màu xanh cánh chim nhanh chóng vỗ đứng lên, Thanh Loan Chu hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, xuất hiện một đạo to dài không gì sánh được khe hở, tựa hồ có đồ vật gì muốn theo lòng đất chui ra. Vương Trường Sinh quá sợ hãi, vội vàng khống chế Thanh Loan Chu hướng về không trung bay đi, bất quá mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, Thanh Loan Chu chậm rãi hướng xuống đất rơi đi. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra Huyền Phong Kỳ, hung hăng lắc một cái, hư không chấn động vặn vẹo, mấy trăm đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất, hướng xuống đất đánh tới. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến bụi đất tung bay đất đá bay tứ tung thanh loan chu nhanh chóng lên không hướng về không trung bay đi một cái quái vật khổng lồ chui ra mặt đất rõ ràng là một cái dài hơn ngàn trượng hát sắc nhục trùng thân thể tròn vo trên đầu một cặp cao vài trượng hoàng sắc sừng nhọn chính có một khỏa con mắt không có miệng quái dị trí cực đây là một đầu lục gia yêu trùng vương trường sinh thật vất vả theo một đầu lục gia yêu thú khẩu bên trong đào sinh lại đụng phải một cái lục gia yêu trùng vận khí kém đến cực điểm hắc sắc nhục trùng vặn vẹo không ngừng, độc nhãn phun ra một đạo chướng mắt ô quang, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, huy động huyền phong kỳ, một cơn gió lớn bao phủ mà xuất, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng màu xanh phong mãng, đón lấy ô quang. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh phong mãng bị ô quang đánh trúng, hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn không thấy, Vương Trường Sinh cũng tiêu thất ở chân trời. Hắc sắc nhục trùng hiển nhiên không có ý định cứ tính như vậy, chui vào lòng đất, mặt đất nâng lên nhất cái đống đất di chuyển nhanh chóng đuổi theo vương trường sinh lòng nóng như lửa đốt khống chế thanh loan chu hướng về không trung bay đi tốc độ đặc biệt nhanh thần trí của hắn cảm ứng được cái kia yêu trùng nhất trực đi theo phía sau của hắn dựa theo địa đồ biểu hiện tiếp qua mấy trăm vạn dặm có nhất chỗ rộng lớn biển rộng vô bờ chỉ có thể tiến về cái này tránh đầu sóng ngọn gió thanh loan chu độn quang lần nữa phóng đại tốc độ tăng tốc không chỉ một lần tiêu thất ở chân trời nhất tọa phương viên vạn dặm hoang đảo thỉnh thoảng truyền ra một trận dồn dập tiếng đàn ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp bên phải là một mảnh xanh biếc sơn mạch bên trái là một mảnh đất trống trải uông như yên xếp bằng ở nhất cái thấp bé trên sườn núi một đám toàn thân xích hồng sắc độc hạt theo nhất cái hẹp dài hồng sắc sơn cốc bên trong sông ra miệng phun độc hỏa công kích uông như yên bọn chúng nuôi câu là kim sắc song kìm to lớn trong mắt là kim sắc hạt vương có hơn trăm trượng đại sau lưng mọc lên một đôi kim sắc bạc xí một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển bao lại uông như yên, nàng chuyên tâm đàn tấu, vệ hồn kim thiền ghé vào bên cạnh nàng. Hồng sắc cửa hạt nhau nhau phun ra một cỗ hồng sắc độc hỏa, đánh vào màn ánh sáng màu xanh nước biển thượng diện, màn ánh sáng màu xanh nước biển tạo nên một trận gợn sóng. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếng đàn càng phát sục sôi, một cỗ vô hình sóng âm bao phủ mà xuất, nhanh chóng lướt qua bầy bọ cạp, từng cái hồng sắc độc hạt đình chỉ động đậy, không có khí tức. Đại lượng mini độc hạt ly thể bay ra, vệ hồn kim thiền phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại mini độc hạt, cuốn vào miệng trong biến mất không thấy. Một đầu toàn thân kim sắc cửa điêu khôi lỗi ở trên không xoay quanh, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân phiêu phù ở không trung, tại từng đợt tiếng sấm to lớn bên trong, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hồng sắc cửa hạt. Đê dai độc hạt bị kim sắc thiểm điện bổ chúng, lập tức hồi phi yên diệt. Vương Trường Sinh cân nhắc đến Uông Như Yên cá nhân thực lực yếu kém, đem kim lôi điêu khôi lỗi sao sao cấp uông như yên sử dụng một chén trà thời gian phía sau mặt đất lồi lõm không có một đầu sống độc hạt uông như yên thu hồi bàn tay tiếng đàn lập tức biến mất nàng thở phào nhẹ nhóm thu hồi ngũ giai hạt vương thi thể cùng bộ phận tứ giai độc hạt thi thể hướng về sơn cốc bay đi vệ hồn kim thiền đi theo sơn cốc phần cuối có nhất cái hơn trăm trượng đại cửa động uông như yên sải bước đi đi vào non nửa khắc sau uông như yên đi ra khắp khuôn mặt là vui mừng Tại đây lại có một nhóm ngàn năm tử diễm thảo, hai ngàn năm tử diễm thảo có hơn 10 gốc, vừa mới tiến đến tự có nhiều như vậy thu hoạch, không biết phu quân làm sao vậy, mau chóng cùng hắn tụ hợp mới được. Uông như yên tự nhủ, huyền linh động thiên rất lớn, cho dù là có cảm ứng bảo vật, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng vô pháp tụ hợp, bất quá nếu như hội hợp, bọn hắn sinh tồn suốt cao hơn. Uông như yên thu hồi phệ hồn kim thiên, nhảy đến kim điêu khôi lỗi thú trên lưng, pháp quyết vừa bấm, kim điêu khôi lỗi thú hai cánh chấn động, Hướng về không trung bay đi, rất nhanh tiêu thất ở chân trời. Chương 2118, hổ khẩu thoát hiểm, niềm vui ngoài ý muốn. Một mảnh rộng lớn vô biên biển hoa, trong biển hoa có một đóa cao hơn 10 triệu đóa hoa màu vàng óng hoa kính trải rộng kim sắc gai sắc, nụ hoa khép lại, theo gió đong đưa. Một tên người mặc vạn linh môn phục sức nam tử trung niên tỏa tại một đầu hình thể to lớn hắc ưng trên lưng, nam tử trung niên thần sắc hoảng hốt, thỉnh thoảng hướng về sau lưng nhìn lại, tựa hồ đang tránh né cái gì nhân. Trước mặt bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một đầu hai cánh triển khai có hơn trăm trượng đại kim sắc quái điểu bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Kim sắc quái điểu cái cổ dài nhỏ, hồng sắc lợi trảo mọc đầy lông bầm màu đỏ, lông đuôi kỳ trường không gì sánh được, đây là một đầu lục giai yêu cầm. Nam tử trung niên sắc mặt trắng nhợt, tay phải dương lên, một chương thanh quang lưu chuyển không chừng phù triện rời khỏi tay, nhìn nó tản ra kinh khủng sóng linh khí, hiển nhiên là một chương lục giai phù triện. Phốc phốc một tiếng vang trầm, màu xanh phù triện bỗng nhiên bạo liệt hóa thành một đoàn hơn vạn trượng đại màu xanh hỏa vân tản mát ra một cỗ dọa người nhiệt độ cao màu xanh hỏa vân thẳng đến kim sắc quái điểu mà đi còn không có cận thân một cỗ ngập trời sóng nhiệt chạm mặt tới kim sắc quái điểu hai cánh nhẹ nhàng một cái cuồng phong nổi lên bốn phía trên trăm đạo vàng mịt mờ cuồng phong bao phủ mà xuất đánh về phía màu xanh hỏa vân đồng thời phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy nam tử trung niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên trói mắt linh quang, toàn bộ nhân chui vào hắc sắc cự ưng thể nội không thấy. Hắc sắc cự ưng khí tức phóng đại, đến gần vô hạn luyện hư kỳ. Một cơn gió lớn lướt qua, kim sắc quái điểu bỗng nhiên xuất hiện tại hắc sắc cự ưng đỉnh đầu, sắc bén song chảo hướng về hắc sắc cự ưng chộp tới, hắc sắc cự ưng tốc độ phản ứng cực nhanh, bất qua cánh trái vẫn là bị kim sắc quái điểu lợi chảo đánh trúng, đại lượng hắc sắc lông vũ dụng xuống, không ngừng chảy máu. Hắc sắc cự ưng há mồm phun ra một tia ô quang, đánh về phía kim sắc quái điểu, đồng thời vỗ cánh, hướng về nơi xa bay đi. Hắc sắc cự ưng xuất hiện tại biển hoa trên không, kia đóa kim sắc cự hoa nụ hoa bỗng nhiên nở rộ ra, vô số kim sắc sợi tơ bắn ra, cuốn lấy hắc sắc cự ưng thân thể. Hắc sắc cự ưng ra sức giãy giụa, bất quá vô pháp kéo đứt kim sắc sợi tơ. Kim sắc cự hoa phun ra một cỗ gai muối khó nghe khí thể, hắc sắc cự ưng hút vào một chút, phản kháng cường độ càng ngày càng nhỏ bị dày đặc kim sắc sợi tơ kéo vào nụ hoa bên trong. Có nhân đoạt thức ăn trước miệng cọp, kim sắc quái điểu tự nhiên không thuận theo, đổi mà công kích kim sắc cự hoa. Nó cánh hung hăng một cái, mấy trăm đạo vàng miệt mờ cuồng phong gào thét mà qua, hướng về biển hoa mà đi. Trong lúc nhất thời, khí lãng cuồn cuộn, vô số linh hoa bị cuồng phong thổi lên. Một đạo màu xanh độn quang nhanh chóng từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh đứng phía trên thanh loan chu, thần sắc lo lắng, đầu kia lục gia yêu trùng dây dưa đến cùng lấy hắn không thả, một bộ không đem hắn ăn hết thể không bỏ qua dáng vẻ. Vương trường sinh thần thức cảm ứng được, một đầu lục gia yêu cầm đang cùng một đóa yêu hoa tranh đấu. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, có chú ý, hắn tay lấy ra thanh quang lưu chuyển không chừng phù triện, phù văn chấp động, đi trên thân vỗ, thanh quang lóe lên, một tên giống nhau như đúc vương trường sinh bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, khí tức cũng giống nhau như đúc. Ngũ dài phù triện nguyên linh phù, có thể huyễn hóa ra một tên cùng thực thể giống nhau như đúc khí thức giả thân, không có gì đại thần thông, chủ yếu dùng tại lừa gạt địch nhân. Đến, vương trường sinh tay áo lắc một cái, một khỏa hoàng quang lòe lòe kim trúc viên cầu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, tại nhất thanh cơ quan tiếng vang bên trong, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài con rết màu vàng, toàn thân trải rộng huyền ảo linh văn. Hắn pháp quyết vừa bấm, thanh loan trụ độn quang phóng đại, hướng về không trung bay đi, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi không thôi. Cũng không lâu lắm, vương trường sinh tự tiêu thất ở chân trời, hắc sắc nhục trùng cũng đuổi theo, nó vừa mới đuổi kịp, con rết màu vàng liền bắt đầu công kích hắc sắc nhục trùng. Vương trường sinh thì hướng về kim sắc quái điểu vị trí bay đi, hắc sắc nhục trùng tự nhiên không thuận theo, thô to cái đuôi hướng về con rết màu vàng vỗ tới. Khanh một tiếng vang trầm, con rết màu vàng bay rớt ra ngoài, hắc sắc nhục trùng truy kích vương trường sinh, con rết màu vàng tiếp tục công kích hắc sắc nhục trùng. Vương trường sinh chạy ra hơn 200 ngàn dặm phía sau, bám vào con rết màu vàng trên người một sợi phân thần cũng bị hủy đi, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Lần này có thể thoát thân, nguyên linh phù cùng ngũ dai khôi lỗi thú không thể bỏ qua công lao. Một ngày sau, vương trường sinh xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt trên dãy núi không. Vương trường sinh thần thức mở rộng, không dám có chút chủ quan, may mắn là hắn không có phát hiện lục dai yêu thú. Phía trước có nhất tọa dốc đứng cự phong, chân núi có nhất cái trượng đại sơn độc, vương trường sinh thần thức dò xét qua, không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú, đoán chừng là vô chủ sơn động, bay vào. Cũng không lâu lắm, hắn đã đến phần cuối, một cái vài trăm trượng đại hang đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên mặt đất tán lạc một chút bạch sắc xương thú, cũng không hoàn chỉnh, không có linh dược linh quả cây. Hắn tay áo lắc một cái, mấy trăm cánh hoàng sắc lệnh kỳ bay ra, pháp quyết vừa bấm, mấy trăm cánh hoàng sắc lệnh kỳ xếp thành một hàng, mặt cờ sáng lên một trận chói mắt hoàng quang phía sau, mấy trăm cán hoàng sắc lệnh kỳ hóa thành mấy trăm đạo hoàng quang chui vào thạch bích không thấy cửa động sáng lên một đạo hoàng quang một đạo hoàng sắc tường đá trống rỗng hiển hiện nổ lát cửa động hắn thả ra lân quy cùng một đầu ngũ giai khôi lỗi thú để bọn chúng canh giữ ở cửa động vương trường sinh lấy ra nhất cái màu xanh bình xứ đổ ra một mai màu vàng kim nhạt dược hoàn tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm kim lân ngọc dương đan ngũ giai liệu thương đan dược vương trường sinh đem kim lân ngọc dương đan ném vào trong nghiệp vận công chữa thương Bảy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Phương Trường Sinh ngồi trên mặt đất, quanh thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang, sắc mặt hồng nhuận. Một lát sau, Phương Trường Sinh mở hai mắt ra, bên ngoài thân lam sắc hào quang tán đi. Hắn thở dài một ngụm chọc khí, lần này thực nguy hiểm thật, nếu không phải đụng phải lục giai yêu cầm đang chém giết lẫn nhau, hắn muốn thoát thân còn là rất khó khăn sự tình. Hắn chính có một chương lục giai độn thuật phù, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nỡ sử dụng, huyền linh động thiên bên trong không biết nguy hiểm nhiều lắm, vừa đến đã dùng xong lục giai độn thuật phù phù triện đằng sau đụng phải cường địch vậy liền không có cách nào thoát thân hắn triệt tiêu trận pháp bay ra ngoài ánh mắt của hắn đánh giá cẩn thận này một vùng núi trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì một lát sau vương trường sinh trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn không sai chính là chỗ này đây chính là liếu sư thúc nói địa phương vương trường sinh kích động nói vương trường sinh cùng uông như yên là phi thăng tu sĩ liễu triệt đề cập với bọn họ mấy nơi Nơi này chính là một trong số đó. "Giống!" Lân Quy phát ra hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện ra kim lam hai màu hồ quang điện. "Đi, chúng ta đến tìm bảo bối, hy vọng vật kia vẫn còn ở đó." Vương Trường Sinh thu hồi ngũ giai khôi lỗi thú, hướng về nơi xa bay đi, Lân Quy hóa thành một đạo lam sắc độn quang, đi theo. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất cái sơn cốc hẹp dài bên trong, cốc bên trong ngọc đầy cỏ dại. Sơn cốc phần cuối có nhất cái hơn trăm trượng đại sơn độc sơn động biên giới sử trưởng đầy rêu xanh. Dựa theo liếu triệt chỗ thuật, trong sơn động có một gốc huyết bồ quả thụ, huyết bồ quả ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, tiếp qua ngàn năm mới chín, có tăng cường khí huyết hiệu quả, thể tu phục dụng huyết bồ quả, có thể cường hóa nhục thân chi lực, cũng là luyện chế ngũ giai liệu thương đan dược huyết bồ đan chủ dược. Chương 2119, thất thải thôn linh mãng, một quyền trị uy. Song đồng thử theo vương trường sinh trong ngực chui ra, cái đuôi vung qua vung lại. Vương Trường Sinh đút cho nó một quả trái cây màu xanh, một sợi phân thần bám vào song đồng thử trên thân, song đồng thử hai mắt sáng lên khởi một trận chói mắt hoàng quang. Hắn có thể thấy rõ trong động tình huống, một cái vài trăm trượng đại hang đá, thạch bích gập gành, tại hang đá góc dưới bên trái, có một cái vài trăm trượng đại đầm nước, đầm nước là màu đen. Đầm nước phụ cận có một gốc cao hơn trăm trượng huyết sắc quả thụ, nhánh cây cùng lá cây đều là huyết sắc, trên cây treo hơn 20 quả hình bầu dục trái cây màu đỏ ngòm, trái cây bên ngoài có một ít kim sắc đường vân. Không sai, đúng là huyết bồ quả. Vương Trường Sinh bình phục lại tâm tình kích động, cẩn thận quan sát trong động quật hết thảy, kỳ quái là hắn không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú. Dựa theo Vương Trường Sinh kinh nghiệm nhiều năm, trong động khẳng định có yêu thú, chỉ là thông thạo ẩn nặc thuật, hắn vô pháp phát hiện thế thôi. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn sơn động mỗi một góc, lặp đi lặp lại dò xét, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn đến, yêu thú ẩn nấp thần thông so với hắn nghĩ lợi hại hơn. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một đầu hoàng quang lòe lòe kim trúc viên cầu bay ra, thượng diện trải rộng huyền ảo linh văn, đánh vào một đạo pháp quyết, tại nhất thanh cơ quan tiếng vang bên trong, hoàng sắc viên cầu hóa thành một đầu cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự hùng, hai mắt trống rỗng. Đến, Vương Trường Sinh đưa tay sông sơn động nhẹ nhàng điểm một cái, hoàng sắc cự hùng đại bước hướng về sơn động đi đến. Hắn ở lại bên ngoài quan sát, để phòng vạn nhất. Cũng không lâu lắm, hoàng sắc cửa hùng tựu đi vào hang đá đi tới huyết bồ quả thụ phía trước hoàng sắc cửa hùng móng vuốt hướng về một khỏa huyết bồ quả chộp tới đúng lúc này nào đó đầu to dài nhánh cây bỗng nhiên động đứng lên một đầu to lớn mãng xả đầu bay ra mở ra huyết bồn đại khẩu lộ ra một loạt kim sắc răng nanh nhào về phía hoàng sắc cửa hùng huyết sắc cửa mãng cắn hoàng sắc cửa hùng đầu chuyển ra khanh trầm đục nó khổng lồ thân eo cuốn lấy hoàng sắc cửa hùng thân thể chuyển ra một trận cà cạc trầm đục huyết sắc cử mãng có hơn 20 trượng dài, toàn thân trải rộng vảy màu đỏ ngòm, trong mắt đều là huyết hồng sắc. Thân thể khổng lồ của nó kéo chặt lấy hoàng sắc cự hùng, bên ngoài thân nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành hoàng sắc, cùng hoàng sắc cự hùng hòa làm một thể. Thất thải thôn linh mãng, lại là này chủng yêu thú. Vương Trường Sinh nhận ra này yêu lai lịch, thất thải thôn linh mãng tàn bạo khát máu, thông thạo ẩn nặc thuật, kịch độc không gì sánh được. Đầu này thất thải thôn linh mãng là ngũ giai trung phẩm, dùng vương trường sinh cường đại thần thức, đều không thể phát hiện này yêu tồn tại, có thể thấy được nó ẩn nấp thần thông xác thực rất lợi hại. Song đồng thử trên người lông dựng lên, phát ra một trận tiếng kêu chói tai, chui hồi vương trường sinh trong ngực, tựa hồ phát hiện một loại nào đó cường đại yêu thú. Giống, lân quy bỗng nhiên phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, há mồm phun ra một đạo thô to lam sắc lôi mâu, đánh vào nào đó khối đất trống. Nhất khối cao khoảng một trượng cự thạch bỗng nhiên bay lên, đánh tới hướng lam sắc lôi mâu ầm ầm tiếng vang, cự thạch bị lam sắc lôi màu đánh nát bấy, bụi đất tung bay. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, có một cỗ cường đại khí tức hướng về phía sau hắn đánh tới. Hắn tay áo lắc một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, quay tít một vòng phía sau, hiện ra vô số lam sắc nước biển, che mất toàn bộ sơn cốc, nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc màn nước, che lại Vương Trường Sinh. Nhất cái quái vật khổng lồ đâm vào lam sắc màn nước thượng diện, làm sắc màn nước như cùng giấy mỏng nhất bàn vỡ ra đến, một cái toàn thân màu vàng cự mãng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, nhìn nó khí tức rõ ràng là một đầu ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Hoàng sắc cự mãng phun ra một cỗ tanh hôi khó nghe thất sắc xương độc, đánh vào Vương Trường Sinh trên thân, bốc lên một làn khói xanh, đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Vương Trường Sinh đầu. Nó cắn Vương Trường Sinh thân thể, Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Hoàng sắc cự mãng màu da nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành lam sắc. Thất thải thôn linh mãng có thể căn cứ hoàn cảnh cải biến màu da, nó am hiểu nhất ẩn nấp, một thân kịch độc, đối với tại vương trường sinh tới nói uy hiếp không lớn. Bên ngoài sơn cốc nước biển kịch liệt lăn lộn, ngừng tụ thành một cái hình người, chính là vương trường sinh, hắn thi triển thủy độn thuật tránh đi thất thải thôn linh mãng công kích. Giống, thất thải thôn linh mãng phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét, phun ra một cỗ tanh hôi gây mũi thất sắc độc hỏa, thẳng đến vương trường sinh mà đi. Thất sắc độc hỏa những nơi đi qua, đại lượng nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh tay phải vung lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự lãng, chặn thất sắc độc hỏa. Ầm ầm tiếng vang, thất sắc độc hỏa xuyên thủng kình thiên cự lãng, kình thiên cự lãng hóa thành vô số lam sắc sóng nước, thất sắc độc hỏa trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, nhất hóa thập, thất sắc độc hỏa xuyên thủng một tên Vương Trường Sinh, rơi vào một gốc trên đại thụ che trời mặt đại thụ che trời lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, trong không khí tản mát ra một cỗ gai mũi khó nghe mùi. Vương trường sinh pháp quyết vừa bấm, phiêu tán trong hư không lam sắc giọt nước bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành từng thanh từng thanh mấy thước dài lam sắc thủy nhận, có mấy ngàn đem nhiều. Một tràng tiếng xé gió vang lên qua đi, mấy ngàn thanh lam sắc thủy nhận thẳng đến thất thải thôn linh mãng mà đi, lần lượt đánh vào thất thải thôn linh mãng trên thân, truyền ra một trận khanh khanh trầm đục. Nhiều tấm vải rụng xuống, bất quá không ảnh hưởng toàn cục thất thải thôn linh mãng đang muốn thi triển thủ đoạn khác, dưới thân nước biển bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, nó phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào thét, thân thể chậm rãi hạ trầm, tựa hồ muốn chui vào nước biển bên trong. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự láng phóng lên tận trời, hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự thủ, đập vào thất thải thôn linh mãng trên thân. Thất thải thôn linh mãng thân thể trọng trọng lâm vào thạch bích bên trong, đại lượng toái thạch lăn xuống tới. Cổ của nó chỗ bị bàn tay lớn màu xanh lam gắt gao đè lại, cái đuôi bị mấy ngàn đầu lam sắc dây thường cuốn lấy, mặc cho nó dễ ruộng như thế nào, đều không thể tránh thoát. Vương trường sinh hữu quyền sáng lên một trận chói mắt lam quang, hướng về hư không đập tới, tiếng xé gió lên, hư không vặn vẹo biến hình. Vô số lam sắc hơi nước trống giống hiển hiện, bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn nghìn trượng đại lam sắc quyền ảnh, dùng vạn mã bôn đằng chi thế, thẳng đến thất thải thôn linh mãng mà đi thất thải thôn linh mãng cảm nhận được lam sắc quyền ảnh kinh người khí thế, trong mắt lộ ra sợ hãi biểu lộ, nó phun ra một cỗ thất sắc độc hỏa, rơi vào bàn tay lớn màu xanh lam thượng diện, bốc lên một mảng lớn xương mù màu trắng, không có tác dụng gì. Bàn tay lớn màu xanh lam chính giữa có một khỏa lam quang lòe lòe định hải châu, nước biển sinh sôi không ngừng, căn bản không phải nó phun ra độc hỏa có thể phá mất. Lam sắc quyền ảnh chính xác đập vào thất thải thôn linh mãng trên đầu, ầm ầm tiếng vang, cả ngọn núi nổ bể ra đến, đất đá bay tứ tung, khí lãng cuồn cuộn. Trong động quật, thất thải thôn linh mãng đang cùng hoàng sắc cự hùng chiến đấu, hoàng sắc cự hùng phun ra một đạo hoàng quang, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao lại huyết bồ quả thụ. Sau một khắc, động quật bùng nổ, vô số cử thạch rơi xuống, đập vào hoàng sắc cự hùng trên thân, che mất hoàng sắc cự hùng.